Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mẫu dao G49 nhé. Đấy, con này thì trước bên em vẫn lên mã nó là G49. Đấy, thì con này giá của nó sẽ là 150.000. Các bác lên cho em là G49 này, giá sẽ là 150k. Dao thép của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, 150.000. Hàng của thương hiệu Akatsuki. Đấy, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan. Con này cực kỳ chất lượng luôn. Cán phần thân của nó thì dày khoảng là 3 ly. Đó, cân nặng thì khoảng là từ 3 đến 5 lạng. Chiều dài thì vào khoảng là gần 30 cm. Con này thì chặt gà chặt vịt cực kỳ là đầm tay luôn, khâu đầu như này. Một con dao cực kỳ chất lượng, các bác để trong gian bếp nhà mình thì cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Lên cho em là G49 150.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc. Hàng Made in Japan này, đó, kéo cành đúc hàng Made in Japan. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Con kéo đúc này bao nhiêu? 120 à? 130.000 nhá, kéo cành đúc 130.000. Con này thì nó sẽ là bằng thép đúc nguyên khối như này nhá, bằng thép đúc nguyên khối. Có dấu chuyện của Nhật này, Made in Japan này. Đinh đai, ốc đai cái thứ là bằng đồng hết này. Đó, Made in Japan. Đó. Các bác lên cho em là kéo cành đúc nhá, hàng đúc liền nguyên khối như này. Hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn, rất sắc bén quá này, rất sắc bén luôn, cắt cành to cành nhỏ đều vừa hết nhá, có lấy gà như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Lên cho em là kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc, kéo cành đúc này đó, kéo cành đúc giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hút rửa bát nhá. Các bác lên cho em là hút rửa bát, giá thì sẽ là 70.000 cái hút rửa bát như này, bao gồm cho các bác là một cái hệ thống ống như này này. Đấy, một cái hệ thống ống như này, kèm thêm cho các bác là một cái đầu hút đây. Đấy, một cái đầu hút như này. Đó, giá sẽ là 70.000, các bác về các bác cắm trực tiếp vào cái vòi và cái bình hút, bình nước rửa bát to ấy thì các bác dùng nó tiện. Giá sẽ là 70k. Lên cho em là vòi hút rửa bát nhá. Lên cho em là hút rửa bát này. Hút rửa bát giá sẽ là 70k. 70k cái hút rửa bát như này, rất là tiện luôn. Các bác này. Đấy, lắp vào cái chậu rửa bát cho em này. Gàng và tiền dụng đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó, qua theo, rất là tiện luôn. Dụng cụ bơm hút dầu rửa chén gắn chậu rửa bát, rất gọn gàng và tiện dụng đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó, giá 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đựng điện thoại nhá. Đây sẽ là một cái túi đựng điện thoại như này. Đây. Đấy, thì các bác đeo vào cái thắt lưng cho em, đeo vào cái dây thắt lưng này, xong các bác bấm ra này, mình có thể đựng điện thoại, điện thoại, giấy tờ, ví tiền đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là túi đựng điện thoại giá sẽ là 30k nhá, 30k là cái túi đựng điện thoại như này thôi, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Túi điện thoại, túi đựng điện thoại 30.000, túi điện thoại này 30.000 à, 40k các bác nhá, 40k là cái túi đựng điện thoại như này, 40.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái tất tỉ này. Đấy, 1 2 3 4 5. Đấy, 5 dây 10 đôi. Đó, một vỉ như này là 10 đôi, giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Nike của Nhật, chất lượng thì khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đó, chất lượng khỏi phải bàn rồi. Đó, đây, co giãn 4 chiều nha, thấm hút mồ hôi, chống hôi chân, chống các loại luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy, các bác lên cho em là tất vỉ nhá, lên cho em là tất vỉ này, tất vỉ 90k 10 đôi. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy cái máy máy bàn là đứng nhá, bàn là đứng, các bác cho nước vào đây cho em. Đây, tháo cái này ra này. Đấy, các bác tháo cái nắp này ra, cho nước vào đây cho em. Đó, đây, nó có cái nắp này, các bác giật cái nắp này ra, sau đó thì cho nước vào đây cho em. Đó, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Bàn là đứng nhá. Đó, đây nó sẽ có các cái đầu của nó này, các cái đầu của nó các bác có thể lắp vào này. Đấy, bàn là đứng như này thì giúp cho các bác là quần áo bằng hơi nước. Đấy, hơi nước nóng giúp cho các bác là thì nó cực kỳ là an toàn luôn, không lo bị cháy nổ quần áo các thứ nhá. Đấy, không lo bị cháy quần áo. Đây, đó, lên cho em là bàn là đứng nhá, giá sẽ là 370.000, 370.000 cho con bàn là đứng như này. Con này thì các bác dùng nó tiện lắm, đó, nó tiện, phòng chống cháy nổ cực kỳ là an toàn, đặc biệt là cháy quần áo nhá. Cái này thì nó dùng bằng hơi nước và các bác phải cầm dùng liên tục nên là không lo bị cháy quần áo. Bàn là đứng giá sẽ là 370k, 370.000 cho con bàn là đứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái
chuông báo chống trộm nhá. Đấy, lên cho em là chuông báo trộm này. Con này thì nó sẽ có cái miếng dán như này và có hai cái chi tiết như này. Đấy, và các bác chỉ cần bật cho em cái chuông này lên này. Đấy, và các bác dán cái miếng dán này vào. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái mũi tên đây, có mũi tên này, có on up, các bác bật lên cho em này. Đấy, sau đó các bác đặt vào như này. Đấy, thì khi các bác sử dụng bỏ ra là nó sẽ hú, còi nó sẽ hú lên nhá. Đấy, còi nó sẽ hú lên. Và đây thì nó sẽ sử dụng pin, nó có sẵn pin này rồi, về nhà các bác tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đấy, tháo cho em cái phần cản pin này ra. Đó. Sau đó thì các bác sử dụng này, đây. Đấy, các bác dán vào hai cái mép cửa cho em. Đây. Đây em mô phỏng này. Khi các bác bỏ ra nó sẽ hú này. Đó. Rất to luôn đó nhá. Đó. Đóng cửa vào thì không sao, bỏ ra nó sẽ hú nhá. Thì ban đêm các bác đóng cửa vào bật công tắc lên, còn ban ngày các bác không muốn nó hú nó ảnh hưởng thì các bác tắt công tắc này đi. Ban đêm các bác lại bật lên. Đó. Đây. Đấy. Các bác gắn lên cửa, lên cổng cho em, gắn lên cửa, lên cổng cho em. Có người mà người ta mở cửa cái nó sẽ kêu. Đấy, có người mở cửa nó sẽ kêu nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đó. Hoặc các bác có thể gắn lên các cái phương tiện như xe máy xe miếng được. Đấy, hoặc là các cái phương tiện nào mà các bác chỉ cần nó tách ra nhau như này. Đấy. Khi mà người ta động vào xe mình mà nó tách ra được như này là nó sẽ kêu nhá. Các bác để gập cái yên vào hoặc gập cái tay lái vào, khi mà động vào mở ra cái nó hú lên luôn. Lên cho em là chuông báo trộm giá sẽ là 30.000 nhá. Đấy. 30.000 cho một cái chuông báo trộm này thôi. Các bác lên cho em là chuông báo trộm, giá của nó thì rất là hạt rẻ, chỉ có 30 cành thôi. 30 cành như cái chuông báo trộm như này. Lên cho em là chuông báo trộm, giá sẽ là 30.000. Đấy, 30k một chiếc các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu nhá. Một hộp này của nó thì combo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu dây thắt lưng nhá. Đây nó sẽ là cái dạng thập cẩm như này. Đấy, dây thì giống nhau thôi nhưng mà cái mặt thì nó sẽ có những cái kiểu khác nhau, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Đây. Đấy, đây con này em đã bóc ra rồi này. Mặt của nó thì mặt tráng gương rất là đẹp. Đó, mặt tráng gương đúc liền. Mặt tráng gương đúc liền rất là đẹp luôn. Đó. Và khi sử dụng thì nó là dòng con lăn thì nó rất là tiện. Đấy, bụng to bụng nhỏ chơi được hết, các bác chỉ đưa vào là sử dụng là xong. Đưa vào mình đẩy xanh này là xanh em là xong này. Chắc đét luôn. Đó. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Thắt lưng thập cẩm giá sẽ là 50.000. Chiều dài của nó thì 1m2 đến 1m3 luôn, thoải mái cho các bác sử dụng. Chất da thì siêu mềm luôn, chất da siêu mềm. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy vắt cam bằng tay nhá. Các bác lên cho em là vắt cam bằng tay, hàng inox 304, dùng nó rất là tiện luôn. Các bác có 1-2 quả cam, các bác chỉ cần đặt lên như này cho em, vắt xuống nó sẽ đọng hết bã và hạt thiếc ở đây. Đó, và mình mang ra mình uống thôi, uống trực tiếp luôn, không cần phải cốc chén nó mất công. Đó, 50.000 nha, lên cho em là vắt cam bằng tay, giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chén đồng nhá. Đây. Đấy. Đây nó sẽ là một cái chén bằng đồng như này. Đấy. Lên cho em là chén đồng nhá. Cái chén đồng này là bao nhiêu? Đây, một cái chén đồng rất là đẹp như này các bác này. Đó. Một cái chén đồng rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá, chén đồng. Đó, chén rất là đẹp và giá rất hợp lý luôn. Các bác lên cho em là chén đồng nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một con chén đồng như này. 50.000 một chiếc các bác này. Đó, hàng rất đẹp luôn. Con này trước em đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 40k thôi nhá. 40k cho con chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã đó là một cái ly đồng như này. Đó. Chiều cao của nó thì khoảng 5 cm. Và miệng của nó thì khoảng 2,5 cm. Đấy, như này các bác này. Đó. Các bác có thể mua chén hoặc là mua ly. Đây, cái ly này thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30k trong cái ly như này, 30k. Đấy. 30k trong cái ly đồng như này. Thì các bác có thể mua chén thì mua và mua ly thì mua. Ly này sẽ là 30.000 nhá. Ly này 30.000 bằng đồng hết nhá. Còn cái chén này thì giá của nó sẽ là 40.000. Đó. Các bác muốn mua loại nào thì mua nhá. Có chén có ly cho các bác luôn. Có chén có ly cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Kéo cắt ống nước hàng của Kabushi Japan như này. Cắt ống 42 trở về. Đó đây. Con này cắt được ống từ ống 42 trở về, các bác dùng để cắt ống nước rất là tiện luôn. Đó, kéo cắt ống nước. Con này thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con kéo cắt ống nước như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Dùng để mình cắt ống nước rất là tiện. Cắt ống nước từ ống 42 trở về là ok. Các bác dùng để làm thợ làm nghề hoặc là các bác dùng mình sử dụng ở gia đình cũng được. Đấy, giá sẽ là 110k nhá. 110k. Lên cho em là kéo ống 42 nhá. Kéo ống 42, giá sẽ là 110.000. 110.000 cho cái kéo ống 42 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái còn một cái dây xích,
dây xích chó nữa này. Đấy, em còn một cái dây xích chó nữa, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 30.000. 30.000 cho cái dây xích chó như này các bác nhá. Đó, xích chó xích mèo. Xích chó xích mèo, giá thanh lý 30.000 một chiếc các bác nhá. 30.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao gấp đa năng các bác này. Đây, đây một con dao gấp đa năng như này. Đó, đây. Dao gấp đa năng, rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Tô vít mà bia mà sâm panh các kiểu con này điều luôn nhá. Đó. Dao gấp đa năng, giá thì chỉ có 50k trong con này thôi. Rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Dao kéo rồi nói chung là nhiều lắm. Bật bia, khui bia các bác mang đi cắm trại cái thứ rất là ok. Bằng thép rất là đẹp luôn, 50k. Rồi ok. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác hai cái mẫu đồng hồ. Đấy. Thì nó sẽ là mẫu đồng hồ led cũ và led mới nhá. Đây là nó sẽ là mẫu led mới này. Mẫu led mới này thì giá của nó sẽ là, đây nó sẽ là mẫu đồng hồ led mới nhá. Led mới này thì nó sẽ là 110.000 các bác nhá. Led mới này là 110.000. Các bác lên xem là đồng hồ led mới này. Led mới này. Led mới, giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con đồng hồ led mới như này thôi. Có dây cắm cái thứ đồng hàng và số nó sẽ là số điện tử, nó sẽ hiện lên như này các bác này. Đấy, số điện tử nó hiện lên đúng như này luôn. Led mới này. Đấy. Còn con này thì các bác lên cho em là đồng hồ led cũ, giá sẽ là 140k nhá. 140k. Lên cho em là led cũ này. Led cũ 140.000. Số nó thì nó cũng hiện như này. Đấy, hiện như này và con này thì nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, cũng có dây cắm cáp cắm cái thứ đàng hoàng. Đây. Mặt của nó thì nó sẽ là mặt trắng gương như này các bác này. Mặt trắng gương như này. Đó, mặt trắng gương và số nó sẽ nổi trên mặt số. Còn con này thì số nó sẽ là nổi theo hình khung như này luôn. Đây, hai con này. Con led cũ này thì to hơn, còn con led mới này thì bé hơn một chút. Đó, thì nó sẽ có hai mẫu như này. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy mẫu led cũ thì lấy, mà lấy mẫu led mới thì lấy nhá. Đấy. Led cũ thì là 140 và led mới thì sẽ là 101 nhá. Đấy. Đây. Con này thì nó sẽ là led cũ 140 này. Đấy, con này là led mới này, 101 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ bài vàng này. Đấy. Bài này thì nó sẽ là bằng nhựa nhá. Đấy. Nó bằng nhựa này, các bác có thể uốn cong thoải mái luôn. Uốn cong thoải mái các bác này. Đấy. Nó rất là cứng nhá. Rất là cứng, các bác có thể uốn cong rồi sử dụng nó rất là thích luôn. Đấy, nó bằng nhựa chống nước nhá, bằng nhựa chống nước. Uốn cong có thứ thoải mái luôn. Màu sắc thì đẹp nhá, màu sắc đẹp. Đó, thiết kế rất là đẹp luôn. Đó, đây. Chấm hết luôn các bác này. Uốn cong có thứ thoải mái này các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn. Lên cho em là bài vàng nhá. Giá thì là 35.000 thôi. 35.000 cho một bộ bài vàng như này. Bài bằng nhựa. Đấy, còn các bác mua bình thường nó sẽ là bài giấy thì nó rất là nhanh hỏng. Bài này vừa cứng vừa đẹp chơi vừa ngon lành luôn. Lên cho em là bài vàng. Giá sẽ là 35k nhá. 35k cho bộ bài vàng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái túi đựng giấy tờ xe nhá. Đấy. Ví giấy tờ xe nhá. Đấy, ví giấy tờ xe như này. Các bác về các bác có thể bỏ giấy đăng kiểm này, rồi các loại giấy tờ vào đây rất là tiện nhá. Chất liệu bằng da, hàng của thương hiệu Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là ví giấy tờ xe nhá. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, 50k cho một con ví giấy tờ xe như này. Lên cho em là ví giấy tờ xe, giá sẽ là 50.000 một chiếc nhá, 50.000 một chiếc. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy mài gót chân nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy như này. Có kèm cho các bác là một máy và hai viên đá này. Đây. Đấy. Các bác có thể dùng để mài tay chân mà nó bị da khô nứt nẻ này. Đấy, các bác đưa vào các mài đi xem. Đó. Mài đi xem như này. Đó. Mài gót chân rồi các cái phần da khô nứt nẻ các bác đưa vào các bác mài. Đó. Lên cho em là máy mài gót chân nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, con này giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một con máy mài gót chân như này. Giá của nó sẽ là 90k các bạn. Đấy. 90.000 cho con máy mài gót chân như này nhá. Lên cho em là máy mài gót chân. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con máy mài gót chân như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kính lúp nhá. Kính lúp giá của nó sẽ là 70.000 cho một con kính lúp như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình đo à mình kiểm tra này. Đấy, bác nào mắt kém thì mình dùng mình phóng lên cho em. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Kính lúp có đèn luôn, về nhà các bác lắp pin luôn cho em. Pin thì các bác tự lắp nhá. Có đèn led luôn. 70.000 cho con kính lúp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ví cá sấu nhá. Đấy, ví cá sấu như này. Có hai màu nhá, màu đen và màu nâu. Đấy, ví da cá sấu thật 100% luôn. Hàng thật cao cấp cho bác luôn nhá. Ví da cá sấu rất là đẹp luôn. Đó, ví da cá sấu như này nhá. Đấy. Giá sẽ là
290.000 cho một con ví cá sấu như này nhá. Đấy, 290.000 một chiếc. Hàng cá sấu thật 100% luôn nhá. Cá sấu thật 100% luôn. Có màu vàng hoặc là màu có màu nâu hoặc màu đen này. Màu nâu, màu đen. Hàng cá sấu thật 100% nhá. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Giá sẽ là 290.000. Lên cho em là ví cá sấu nhá. Đó. Lên cho em là ví cá sấu nhá. Đấy, ví cá sấu. Giá của nó sẽ là 290.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đồ nghề mini nhá. Túi đồ nghề mini như này. Đó, rất là nhỏ gọn. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 30 cm, chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 20 và chiều rộng thì vào khoảng 10 cm nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình đựng đồ nghề này. Đấy, đựng đồ nghề rồi đựng các loại đều ok hết nhá. Đấy, đồ nghề hoặc là búa đinh rồi nói chung là máy móc dụng cụ cầm tay rất là nhỏ gọn xinh xắn. Giá thì thanh lý cho các bác 90.000 trong con túi đồ nghề như này thôi. 90.000 nên cho em là túi đồ nghề, giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình chuông nhá. Đây, cái bình chuông như này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, các loại ngũ cốc bỏ vào đây, các bác mang đi. Con này nó rất là tiện này, nó giữ nhiệt cho các bác rất là tốt luôn, đặc biệt là các bác uống cà phê đá này. Uống cà phê đá này dùng con này cho em rất là sướng luôn. Đấy, cà phê đá nhá, cà phê đá, sữa đá. Đấy, các bác cho vào đây cho em. Vừa là mình dùng vừa để lắc này, pha chế này. Đấy, và mang đi dọc đường có quay đeo này rất tiện, các bác có thể đeo lên xe hoặc để lên xe dùng rất là tiện luôn. Lên cho em là bình chuông nhá. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là bình chuông, giá sẽ là 75.000 nhá. Bình chuông giá của nó sẽ là 75k này, 75k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác ba cái mẫu đồng hồ nhá. Đấy, đồng hồ thì đầu tiên nó sẽ là đồng hồ ngọc nhá, đồng hồ ngọc, à xin lỗi các bác, là bật lửa nhá, bật lửa ngọc này. Đấy, con này thì nó sẽ là chạy bằng dầu về nhà, các bác cho dầu thơm vào đây, xăng thơm vào đây đó. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc 130.000 này, bật lửa ngọc 130.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bật lửa la bàn này, bật lửa la bàn 120 nhá, bật lửa la bàn. Con này thì có la bàn luôn và đây là cái 70 đúng không, bật lửa la bàn này 120 này. Đấy, con này thì về nhà các bác tự bơm ga cho em nhá, có cả bật lửa. Con này là sẽ là bật lửa la bàn này, nó sẽ có la bàn như này. Lên cho em là bật lửa la bàn nhá. Đấy, bật lửa la bàn kèm đồng hồ luôn, bật lửa la bàn kèm đồng hồ, giá sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho bác thêm một cái mã nữa, đó là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa đồng hồ. Con này thì chỉ có bật lửa với đồng hồ thôi, giá của nó sẽ là 100 nhá, giá của nó sẽ là 100. Đấy, 100.000. Thì bên em có 3 mẫu này, bật lửa ngọc này, bật lửa ngọc chạy bằng dầu này, bật lửa la bàn này. Con này thì vừa la bàn vừa đồng hồ luôn là 120. Còn con này thì nguyên đồng hồ không nhá, nguyên đồng hồ không thì giá của nó sẽ là 100. Đó, bật lửa la bàn, bật lửa ngọc và bật lửa đồng hồ nhá. Đây, có cả đèn báo như này. Đồng hồ thì các bác chỉ cần nhấn vào là nó chạy thôi. Đấy, đây các bác này. Đây, đồng hồ đang chạy đây. Đó, con này thì sẽ là 100 nhá, 100. Đó, bật lửa la bàn, bật lửa ngọc, bật lửa đồng hồ. Có 3 mẫu cho các bác. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái LED. Các bác lên cho em là, các bác lên cho em là LED 7 màu nhá. Đây, đấy, đây nó sẽ là một dây LED như này. Chiều dài của nó thì từ 30 đến 50 mét nhá. Dài từ 30 đến 50 mét, hàng về theo lô. Có lô thì 30 mét, có lô thì 40 mét, có lô thì 50 mét. Đấy. Lô này thì chắc chắn là về khoảng 40 mét nhá. Đấy, khoảng từ 3 đến 40 mét rồi. Đấy. Lên cho em đó là LED 7 màu nhá. LED 7 màu như này. Đây. LED 7 màu rất là đẹp luôn này các bác này. Đó. Đây. Lên cho em là LED 7 màu, giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Đó, 70.000 cho một cuộn LED như này. Đây. Đấy. Bóng của nó cũng khá là dày luôn và dây thì dài khoảng là từ 30 đến 50 mét. Thoải mái sử dụng luôn. Lên cho em là LED 7 màu, giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao gấp nhá, dao gấp như này. Rất đẹp luôn các bác này. Đấy. Một con dao gấp rất là đẹp như này. Các bác thấy không? Dao gấp rất là đẹp luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là dao gấp nhá. Lô này về thì nó sẽ không có cái bật bia đâu, nhưng mà dao thì nó sẽ xịn hơn và sắc hơn. Đấy, nhiều khi các bác dùng cái bật bia nó cũng rất là bất tiện thì lô này về không có bật bia nhá. Giá của nó sẽ là 20k. Lên cho em là dao gấp 20.000 nhá. Dao gấp 20.000. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn treo nhá. Đèn treo. Giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho một con đèn treo như này. Các bác lên cho em là đèn treo 125.000. Con này thì cũng khá là tiện để cho các bác sử dụng luôn nhá. Đó. Đây. Rất là tiện các bác này. Đây. Lên cho em là đèn treo. Con này thì 125.000 thôi. Cũng dùng được đa di năng luôn. Đa di năng luôn, có cả dây đeo, cả cáp sạc đầy đủ nhá. Có cả pin năng lượng mặt trời luôn. Đó.
có cả sạc ra cho điện thoại luôn, đầy đủ các tính năng nhá. Sạc vào, sạc ra, sạc năng lượng mặt trời. Đấy, đèn cũng rất là sáng nhá. Con này thì hết pin rồi, về nhà các bác sạc pin vào chưa? Có một đèn này, hai đèn này. Đấy, một đèn, hai đèn như vậy nhá, để các bác có thể dùng ban đêm, ban ngày đều được hết. Về nhà các bác cắm sạc vào chưa? Con này thì nó đang hết pin nhá, đang hết pin. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn cầm tay nhá, đèn cầm tay. Con này thì sẽ là 100.000 cho con đèn cầm tay như này, có cả dây sạc này. Con này cũng có sạc năng lượng mặt trời, có một bóng này. Tiếp theo là đến hai bóng hai bên này. Đấy, tiếp theo là một con đèn dọi này. Đấy, có báo pin nhá, có cả năng lượng mặt trời luôn. Mưa gió bão bùng dùng rất là tiện này. 100.000 cho một con này. Hàng đa di năng luôn, mưa gió bão bùng nhá. Lên trên là đèn cầm tay. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho một em đèn cầm tay này thôi. Ngoài ra thì em có cho các bác con đèn wifi nhá, đèn wifi. Con này thì sẽ là 130.000 cho con đèn wifi này. Lên cho em là đèn wifi 130.000. Con này cũng rất là tiện luôn, có cáp sạc đầy đủ đi kèm cho các bác này. Và có cảm biến tự tự đóng ngắt nhá. Đấy. Đây, hàng của Đức này, Made in Germany này. Đó, Made in Germany, hàng của Đức này. Đây. Đấy, rất là sáng luôn. Và có cảm biến nhá. Đấy, đây các bác này. Rất là tiện, các bác dùng mà không muốn động tay vào thì các bác chỉ cần gạt qua này nó sẽ tắt này. Bật này, đấy, tắt này. Tắt này, bật này. Rất là nhạy luôn, ở đây nó có hai cái mắt cảm biến như này. Đấy, và có thể ngoặt lên ngoặt xuống như này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi. Lên cho là đèn wifi 130.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái massage chân nhá. Đấy, massage chân. Con này thì hàng của Nhật, nó sẽ là hàng sử dụng bằng điện nhá. Đấy, nó sẽ là điện từ, thì các bác đặt trên bàn chân mình đây, nó giật nó hơi tê tê một chút thì nó giúp cho các bác là massage bàn chân rất là tốt luôn. Đấy, lên cho em là massage chân. Con này giá của nó sẽ là 70.000 thôi. 70.000 cho con massage chân như này. Con này dùng đã lắm, các bác dùng để mình massage chân, nó gọi là trị liệu đấy. Massage trị liệu bằng điện rất là tốt luôn nhá. Lên trên là massage chân nhá. Đấy. Đây các bác này, đó. Đấy. Rất tiện luôn các bác nhá. Đó. Rồi ok. Vâng, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Đó, đơn hàng từ 200.000 để lên bên em sẽ bao ship nhé. Các bác cứ cân nhắc mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. Đấy, nó chỉ có đơn giản như vậy thôi để phục vụ các bác. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đơn hàng từ 200.000 để lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái con dao dao gọt của Nhật các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao các bác lên cho em đó là cái các bác lên cho em là dao gọt 2 nhá. Lên cho em là dao gọt 2. Con này chiều dài của nó khoảng 20 cm. Hàng của thương hiệu Wabo này. Đấy, Wabo Japan. Con này nó sẽ là dòng liền thân nhá. Siêu bén luôn các bác này. Đấy. Một cái dây bóng dai nhá, dây bóng dai như này mà em còn dọc được nhá. Là các bác thấy cái độ bén của nó rồi. Đấy, tức là nó phải siêu bén luôn thì nó phải dọc được cái dây bóng dai như này. Đấy, còn đối với giấy thông thường thì nó quá đơn giản thôi nhá. Đối với giấy thông thường thì quá đơn giản rồi. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con dao gọt 2 như này. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Đấy, 80.000 cho con dao gọt 2 như này nhá. Lên mã giúp cho em là đó là dao gọt 2 nhá. Gọt 2. Giá sẽ là 80.000 cho một chiếc dao gọt 2 như này. Chiều dài khoảng 20 cm nhá. Gọt 2 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con robot hút bụi nhá. Đấy, robot hút bụi. Giá thì chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho mấy em robot như này các bác. Đấy, 120.000. Đây, về nhà các bác chỉ cần ấn cái nút này cho em là nó chạy thôi. Đấy, tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đây nó có phần cản pin, tháo ra cho em. Và tháo cái chân này ra. Đây là cái chân này điều hướng này. Nó xoay nó sẽ điều hướng. Đây. Đây khi em mở máy ra cho các bác xem thì hàng mới tinh nhá. Đấy, hàng mới tinh. Chưa hề có một hạt bụi nào luôn, bóng loáng luôn nhá. Bây giờ em sẽ hút thử cho các bác xem. Đấy, hút thử cho các bác xem, cảm nhận được cái độ sạch của nó nhá. Đây. Đấy, các bác bật lên xem. Máy chạy này. Đấy, rất là ngon lành nhá. Đấy. Con này thì nó chạy được cả trên thảm cả dưới đất nhá. Đấy. Cả trên thảm này, cả dưới đất đều ok hết nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, máy đang chạy đây. Rất ngon lành luôn. Máy đang chạy đây. Đấy. Đấy, đây là em cho chạy trên thảm nhá, còn chạy dưới đất thì các bác này. Đấy, chạy dưới đất đây. Đó, các bác thấy không? Rất là ngon luôn. Con này thì miễn chê luôn. Nó chạy cực kỳ là khỏe, êm ái và ngon. Đấy, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Chỉ có 120.000 thôi. Đấy đây. Bây giờ em sẽ cho nó dừng để test cho các bác xem. Đấy, em đã cho nó dừng rồi. Bây giờ các bác em mở nắp cho các bác xem cái lượng bụi bên trong nhá. Đấy.
nó chỉ chạy có khoảng 30 giây thôi, nhưng mà các cái lượng bụi mịn của nó đã hút vào nhiều như này các bác này. Đặc biệt là các cái phần bụi lông bụi mịn này, đấy các bác thấy không? Đây. Đấy thì những cái bụi mịn này nếu như mà thông thường các bác dùng gọi là dùng chổi quét thì không bao giờ quét được những cái dòng bụi mịn như này. Bụi to thì không nói làm gì rồi. Những cái bụi mịn như này thì dùng chổi thông thường là không quét được, và khi đó thì các bác dùng con máy hút bụi này cho em thì nó rất là tốt luôn. Đấy thì các bác nên dùng con này, cực kỳ là tiện ích luôn. Rất sạch sẽ, tiện ích, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái giá, nó gọi là cái giá quá hạt rẻ để tri ân rồi. Đấy. Giá này là giá tri ân các bác rồi nhá. Đấy. Chỉ có 120.000 thôi, 120.000 cho một con máy hút bụi như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là robot hút bụi nhá, tại vì bên shop có cả dòng máy hút bụi nữa. Lên cho em là robot hút bụi này, robot này. Đó, robot hút bụi. Giá của nó sẽ là 120k một chiếc nhá, 120.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo tỉa inox nhá, hàng made in Japan này. Đó, kéo tỉa inox đây. Hàng made in Japan. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm thì rất là ngon luôn nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy. Cắt tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm này. Đây. Đấy, những cái dây bóng này cắt rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Thì các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm thì rất là tuyệt vời luôn các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đó, các bác theo. Đây. Đấy. Phần của nó thì nó sẽ có cái phần đầu giáp lưỡi cưa như này. Thì khi mà các bác dùng thì nó rất là bám cây nhá, không bị trượt nhá. Đó. Bám cây, bám lá rất là tốt luôn, chuyên để tỉa dăm. Lên cho em là các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, hàng made in Japan, nội địa của Nhật các bác này. Đấy, made in Japan này. Giá của nó sẽ là 50k nhá, hàng made in Japan này. Đó. Giá của nó sẽ là 50k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox này. Kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50k cho con kéo tỉa inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá, có màu đen, màu đen, màu xanh và màu ghi như này. Đấy. Giá thì bên shop trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ theo combo. Đấy. Bán theo combo con nhá. Đây, đấy, đây con này. Rất là ngon lành luôn. Có cái cao su chống dính rất là tốt nhá. Hàng hàng bằng bằng vải bằng vải mịn nhá. Nó sẽ là bằng vải này. Đấy, hàng bằng vải dệt 5D. Đấy, cực kỳ là thoáng khí, các bác dùng không bị nóng tay và rất là ôm tay luôn. Em cầm bút viết thoải mái luôn. Đấy, các bác lên mã giúp em đó là găng tay lao động nhá. Đấy, găng tay lao động này. Đó, lao động giá của nó sẽ là 5 đôi sẽ là bằng 40k. Đấy, và 12 đôi thì sẽ là 70k nhá. 70k, đó. Một bịch này của nó là 12 đôi là 70.000. Đấy, còn các bác mua lẻ thì bên em bán từ 5 đôi trở lên. 5 đôi sẽ là 40.000. 40.000 cho 5 đôi. Đó. Giá thì rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đó. 5 đôi chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì đây bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nắp cống đồng nhá, nắp cống đồng. Đây. Đây nó sẽ là một cái nắp cống như này. Đấy. Nắp cống bằng đồng nhá, bằng đồng nguyên chất như này. Thì khi các bác dùng thì nó rất là ngon luôn. Đó, khi các bác dùng nó rất là ngon luôn. Đây. Nó sẽ là một con nắp cống bằng đồng này. Đấy. Đây các bác nhá. Đó. Bằng đồng nguyên chất này. Khi các bác cho nước vào thì nước xả nước thì nó mới mở nắp nhá, còn không thì nắp nó luôn đậy như này. Thì nó sẽ ngăn mùi cho các bác rất là tốt luôn. Nắp cống đồng ngăn mùi. Giá sẽ là 50k. Đấy, lên cho em là nắp cống đồng nhá. Nắp cống đồng này 50k một chiếc nhá. 50.000 cho một cây nắp cống đồng. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Các bác nhá. Có thể lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính nha các bác nhá. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối. Đóng mở nước tự động. Khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại. Ngăn chặn mùi hôi côn trùng chui lên từ ống cống nha các bác nhá. Thực sự không có mùi hôi nữa khi sử dụng van ngăn mùi hôi bằng đồng như này nha các bác nhá. Có thể lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính nha các bác nhá. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối. Đóng mở nước tự động. Khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại. Đó, ngăn giá chỉ có 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái ô Nhật tự động nhá. Ô dù Nhật tự động đây. Đấy. Thì giá thì chỉ có 80k thôi. Nó sẽ có các màu như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy. Con này ưu điểm của nó rất là tiện này. Khi các bác mở ra thì chỉ cần bấm này là nó sẽ bật ra. Đấy, bấm này nó sẽ bật ra. Dòng ô này của em thì nó sẽ là dòng ô nan kép nhá. Đấy, nan kép cho các bác khi mình sử dụng thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, khi các bác bấm vào thì chỉ bóp này nó sẽ vào thôi. Đó, còn khi mình cho vào rồi thì mình lại bóp ra này, bóp này nó sẽ ra này. Đấy, bấm vào nó sẽ vào. Dòng này của nó là dòng nan kép 10 nan nhá. Đấy, nan kép 10 nan, dùng thì cực kỳ thuận tiện luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật nhá, ô dù Nhật. Giá thì chỉ có 80k một chiếc thôi. Ví dụ như các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích. Một tay mình có thể mở ô ra được rồi. Đấy, thì khi các bác
ở trên ô tô xuống này, hoặc là tay mình đang bận cầm cái nọ kia, thì các bác không cần phải sử dụng hai tay mà chỉ cần một tay là mình đã bóp được vào rồi. Đấy, lưu ý các bác là mở vào và mở ra đều phải ấn nút hết nhá, hai cái mũi tên đi lên đi xuống này. Đó, lên cho em là ô dù nhá, ô dù Nhật này, giá sẽ là 80k một chiếc, 80k cho một con ô dù Nhật thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế đây. Đấy, một con chổi cọ bàn ghế như này các bác, chiều dài của chổi thì khoảng 20 cm, các bác dùng để mình kỳ cọ bàn ghế này. Đấy, rất là tiện luôn, giá thì chỉ có 35k thôi nhá, 35k cho một cái chổi cọ bàn ghế như này, hàng rất đẹp và giá hợp lý rồi. Đây, các bác kỳ cọ bàn ghế hoặc là ban thờ này, hoặc là vệ sinh chỗ nào cũng được, nó rất là tiện, nó là đầu chổi lông như này. Đấy, thì các bác dùng để cọ bàn ghế này, quét ban thờ này, hoặc là vệ sinh chỗ nào cũng được, nó rất hợp lý luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 trong cái chổi cọ bàn ghế như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn pin. Các bác lên mã giúp cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật đây. Đấy, hàng của Nhật này, Police này, made in Japan các bác nhá. Đấy, độ rọi xa thì từ 600 đến 1.000 mét này, 600-1.000 mét, có kèm các sạc nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng đa di năng luôn. Thứ nhất là sẽ có phá kính này, phá kính này, thứ hai là cắt dây này, thứ ba là có nam châm hít nhá, có nam châm hít này. Đây, đấy, đây nó có nam châm này, đấy nam châm hít con này, đấy, đây có nam châm hít nhá. Thứ tư của nó sẽ là có sạc ra cho điện thoại này, có sạc ra cho điện thoại này. Đấy, thứ năm của nó thì nó sẽ là có la bàn này, la bàn. Thứ sáu là có còi hú này, đấy, có còi hú cho các bác luôn. Con này thì đang bị hết pin rồi. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em, con này đang bị hết pin nhá. Đấy, em test con khác cho các bác xem. Đấy, đây. Đây này, đó, đây nhá. Đó, có còi hú cho các bác nhá. Đây, có còi hú này. Đấy, có còi hú này. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đèn sáng ở đây này. Đấy, đèn sáng trắng này. Đấy, các bác nhấn lì thì nó sẽ là đèn đỏ cảnh báo này. Và các bác nhấn lì nữa thì nó lại về cái đèn pha đằng trước nhá. Pha của nó rất là rọi luôn này các bác này. Đấy, các bác trông chưa? Ban ngày mà em rọi cái pha của nó còn như này các bác này. Đấy, thì rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đèn pin cảnh sát Nhật, giá sẽ là 100. Có lên trên là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin này, đấy, cảnh sát Nhật. Đèn pin cảnh sát Nhật, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Đấy. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn bếp ga nhá. Cái này thì các bác dùng công năng của nó thì các bác biết rồi. Dùng để chắn cho cái bếp ga nó khỏi bị gió nó tạt đi, và tránh cái lực là bị hao ga nhá. Bị hao ga khi mình đun thì nó không bị hao ga. Đó, 25k một chiếc, 25k. Lên cho em là chắn bếp ga nhá. Chắn bếp ga. Đấy, chắn bếp ga, giá sẽ là 25k. 25.000 cho một chiếc chắn bếp ga như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Các bác lên cho em là kéo hộp đỏ. Đây nó sẽ là một con kéo cắt cành. Dòng này thì nó sẽ là dòng cao cấp rồi. Bên shop mà em cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, kéo cành hộp đỏ này. Đấy, đây một con kéo cành hộp đỏ như này. Hàng thì nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Con này thì các bác dùng để cắt cây cắt cành cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cắt cây, cắt cành, tỉa cành, cắt cành dăm, cành diếc đều ok hết nhá. Hàng nội địa của Nhật có chữ triện hẳn hoi nhá. Đấy, đây, rất là ngon lành như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Con này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là kéo hộp đỏ nhá, kéo hộp đỏ. Đấy, phần cán này của nó thì liền thân và có ốp gỗ nhá, cán liền thân ốp gỗ này. Hàng này cực VIP luôn. Đấy. Nếu con này các bác mua trên các cái sàn nó bán cho các bác khoảng 300.000 đến 500.000, nhưng mà hôm nay bên shop bán cho các bác giá chỉ có 150.000 thôi. Lên cho em là kéo hộp đỏ nhá. Kéo hộp đỏ này. Kéo hộp đỏ, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho con kéo hộp đỏ như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác hai cái mẫu sản phẩm, đó là dầu gội đầu. Đấy, sang mùa hè rồi thì các bác lại dùng dầu gội đầu nhiều. Và bên em thì vẫn cung cấp cái dòng dầu gội đầu clear này. Đấy, dầu gội đầu clear đây. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, hàng dầu gội đầu clear như này. Cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. 80k cho một lọ dầu gội đầu clear như này. Có hai màu, màu xanh và màu trắng. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Nam nữ đều dùng được cả, rất tiện ích cho các bác luôn. Dầu gội đầu clear, hàng của thương hiệu Unilever nhá. Đấy, sản xuất tại Thái Lan con này. Đây, Bangkok Thái Lan con này. Đó, Bangkok Thái Lan này. Giá sẽ là 80k cho một lọ dầu gội đầu như này. Có màu xanh và màu trắng nhá, màu xanh màu trắng. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đệm ghế nhá. Đây. Các bác lên cho em là đệm ghế này.
Đây nó sẽ là một cái đệm cực kỳ tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây con này. Đây nó sẽ là một cái đệm như này. Đấy, và con này thì nó sẽ là dòng đệm cao su non nhá. Đệm cao su non, chống trơn trượt cực kỳ là xin lỗi các bác là ngồi thì cực kỳ là êm luôn và độ đàn hồi cực kỳ là tốt nhá. Đấy, các bác có thể để cả quả trứng lên đây ngồi cũng không bị vỡ luôn. Đó. Giá thì chỉ có 80.000 cho một cái đệm ghế như này thôi. Các bác lên xem là đệm ghế, giá sẽ là 80.000. Thì các bác có thể ngồi để mình gọi là chống đặc biệt là các bác nào hay bị trĩ này, đấy, trĩ nội trĩ ngoại hoặc là bị đau lưng, đấy, đau lưng mỏi lưng thì các bác dùng cái này chưa? Nó rất là êm ái, thì các bác chỉ cần đặt lên cái ghế làm việc của mình hoặc là cái ghế sofa đó để mình ngồi nó rất là tiện ích luôn. Chiều dài của nó khoảng 35 và chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá, 25 đó. Đây mã giúp cho em là đệm ghế, giá sẽ là 80.000 nhá, đệm ghế này, đó, đệm ghế. Giá sẽ là 80k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem cái đệm ghế này luôn. Đây con này. Đệm lót mông silicone chống ngay mông, đau lưng, đau cuộc sống, chống bệnh trĩ, đau thần kinh tọa. Dùng cho người thường xuyên phải ngồi nhiều như dân văn phòng, học sinh, sinh viên, các bác tài xế. Đệm được thiết kế theo cấu trúc tổ ong đối xứng hai mặt, chất liệu silicone đàn hồi, không biến dạng dù bị kéo, không sợ xẹp lún, dễ dàng gấp gọn mang đến văn phòng, lớp học, công xưởng. Đệm lót mông silicone chống ngay mông. Sao các bạn thích ngồi đệm silicone này quá, phân tán được tốt quá trời, ngồi lên trứng sống không vỡ luôn mà. Đệm này là mình lót ghế ngồi gần cả năm rồi đó, thậm chí mình còn hút thêm để cho ba mẹ mình dùng nữa. Vì trong các loại đệm ngồi thì mình thấy loại này khá rẻ mà vẫn rất là thông thoáng, dễ vệ sinh. Chất liệu là silicone nên độ đàn hồi và phân tán lực của nó cũng khá tốt. Lấy tay nhấn đè cái trứng này xuống mà cái trứng còn nguyên, ngồi hẳn lên cái trứng luôn mà không bể luôn mà. Ngồi không bể thì đập cho bể để còn ăn trưa nữa chứ. Đệm này sẽ rất phù hợp để lót lên mấy cái bộ ghế gỗ hay là ghế cây có cái bề mặt phẳng. Còn những cái ghế mà đã có đệm sẵn rồi như là ghế văn phòng thì nó sẽ hỗ trợ êm hơn chút xíu. Như ba mẹ mình hay ngồi làm việc là dùng cái đệm này ngồi nhiều lắm, mà ngồi dưới đất thì đừng có nhảy cái oạch giống vậy nha. Đầu á, đệm lần này mình hút thử ở trên TikTok shop thì nó vẫn rất êm như cái đệm trước nay mình ngồi. Đệm đó, rất là ok nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bộ khoan mini các bác này. Đấy, hàng đồ kim khí này, bộ khoan mini cho các bác luôn. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm là một cái bộ khoan đựng trong một cái hộp như này, rất chất lượng xịn sò, giá chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm là một máy khoan như này nhá. Đấy, đấy, rất là ngon luôn. Con này thì các bác có thể xoay ấn cái lẫy này xoay thẳng này cho em. Đó, tiện không? Các bác có thể dùng thẳng này, dùng thẳng cũng được, mà các bác có thể dùng hình khẩu súng cũng được. Máy thì chạy cực kỳ là khỏe luôn nhá, chạy rất là khỏe luôn. Đó, các bác có thể đảo đi như này, đảo đi như này cho em. Đó, đây, rất tiện nhá, và có đảo chiều ra vào nhá. Ngoài ra thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là có tới cho các bác là 30 đầu vít này. Đây, đấy, chọn bộ này, 30 đầu vít này. Đấy, rồi các cái đầu khẩu này, một cáp sạc này, một cái đầu ngoắt nghéo này. Đấy, và hai mũi khoan này, hai mũi khoan, một đầu nối và bốn đầu vít này. Đó. Lên cho em là khoan mini nhá. Đấy, chọn bộ sản phẩm như này chỉ có 180.000 thôi. Đấy, khoan mini đầy đủ chi tiết cho các bác luôn mà giá chỉ có 180.000 thôi. Khoan mini nhá. Khoan mini này. Khoan mini 180k cho một bộ khoan mini. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ có cánh quạt này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt này, và có một dây như này. Bộ này chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho một bộ sen quạt thế này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt, bao gồm một sen quạt này và một bộ dây có đóng ngắt trên tay nhá, đóng ngắt trực tiếp trên tay như này, các bác không cần phải đưa vào gật gù để mình đóng ngắt này, và có cho các bác là tăng giảm ở đây nữa nhá, đóng ngắt tăng giảm đầy đủ cho các bác luôn. 100.000 cho cái bộ vòi sen quạt tăng áp như này. Đấy, giá thì cực kỳ mềm mại rồi, chỉ có 100.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp này thôi. Các bác chả đi đâu mà mua được cái bộ như này mà giá 100.000, em bên em bán cả nghìn bộ rồi. Lên cho em là sen quạt này. Đấy, sen quạt tăng áp giá sẽ là 100k nhá, 100k cho một bộ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ lấy dây tai đèn này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu lấy dây tai và một đầu gắp luôn, tất cả đều có đèn. Đấy, thì đây em sẽ có cái video cho các bác xem luôn cho nó nhanh. Đấy, thực tế luôn. Đệm này trong nó đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho bé, nhưng đó, nếu không biết cách lấy hoặc sử dụng những vật dụng cứng sẽ làm cho bé rất đau. Đấy, có đèn bật lên được luôn các bác này. Đó. Và có bộ gắp cũng có đèn luôn, rất tiện nhá. Đấy, hai cái luôn. Combo cho bác hai cái. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Đấy. Bộ 5 khay inox siêu mỏng bao gồm cho các bác là 5 khay. Ở đây thì nó sẽ là cả khay cả nắp luôn, cả khay cả nắp luôn. Hàng thì rất là đẹp, nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, em gọi nó là siêu mỏng thôi chứ nó cũng không đến nỗi là quá mỏng đâu. Nhưng mà em gọi thế để cho các bác yên tâm. Các bác nhận hàng, không đến lúc các bác nhận hàng các bác lại chê là mỏng thế.
tại vì cái giá của nó rất là hợp lý rồi. Một cái bộ 5 khay inox như này. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Bộ 5 khay siêu mỏng nhá. Bộ 5 khay. Bộ 5 khay siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá, 50k. Ưu điểm của con này thì các bác dùng để bỏ thực phẩm thức ăn trong tủ lạnh nó rất là tiện này. Đấy, có nắp đậy cho các bác không bị mùi. Và một bộ là 5 chiếc. Chiếc to nhất thì vào khoảng là 20 cm. Và đây, to nhất thì là 18 cm nhá. Và nhỏ nhất là 10 cm. Thì nó sẽ có combo cho các bác sử dụng rất là tiện luôn. 50.000. Tính ra vào có 10.000 một chiếc thôi. 10.000 một khay này thôi. Đó, giá sẽ là 50k nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm. Đó là cái bơm tẩu ô tô. Đấy, bơm tẩu ô tô thì con này các bác chuyên dùng để mình bơm ô tô thôi nhá. Bơm ô tô thôi. Đấy, và các bác phải có ô tô con thì mình mới dùng được. Hàng thì của thương hiệu Toyota, nó sản xuất để tặng cho khách hàng mua ô tô nhá. Giá thì chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đây, đây nó sẽ là cái đầu bơm của nó này. Và đây là cái dây dẫn này. Đấy, dây dẫn này các bác có cái đầu tẩu này các bác cắm vào ô tô nhá. Chứ không, các bác không, cái này không dùng cho xe máy được đâu. Đấy, không dùng xe máy, không dùng điện được. Mà con này phải bác nào có ô tô thì mới dùng. Ô tô thì nó sẽ có sẵn tẩu rồi. Đấy, các bác cứ để trên ô tô. Ví dụ như là xe cộ có vấn đề gì thì các bác ấy vào xe. Đó, nó rất là tiện luôn. Lên xem là bơm tẩu ô tô nhá. Giá sẽ là 180.000 trong cái bộ bơm tẩu ô tô này thôi. Hàng thương hiệu Toyota. Đấy, các bác yên tâm sử dụng. Hello các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc bom hàng, nhận hàng kiểm tra cùng với ship nhá. Bên em là yêu cầu là các bác phải nhận hàng phải kiểm tra. Còn nếu không kiểm tra lỗi lầm hoặc hỏng hóc thì các bác phải tự chịu trách nhiệm. Bên em sẽ không trách nhiệm khi mà các bác đã nhận hàng rồi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên em thì ship code toàn quốc nhá. Đấy, từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Đấy, con vật mũi nhá. Đấy, các bác lên xem là vật đứng. Ở đây thì nó sẽ kèm một cái đế sạc như này, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em. Đó, cắm củ sạc điện thoại nhà mình cho em nhá. Là ok. Đó, đây các bác bật lên cho em này. Đấy, thì ở đây nó sẽ là có một cái đèn hồng ngoại như này để nó thu hút con muỗi nó bay vào nhá. Thu hút con muỗi bay vào. Và con muỗi bay vào là nó sẽ bị chập luôn các bác này. Đấy, muỗi bay vào nó sẽ bị chập luôn. Các bác theo. Đấy. Quánh điện thành tách luôn nhá. Quánh điện rất là khỏe luôn. Thì nó sẽ có chức năng là bắt muỗi tự động này. Đấy, và vật muỗi này. Vật muỗi thì các bác có dùng vật như bình thường. Đây, công tác này các bác vật như bình thường nhá. Đây. Đấy, các bác vật như bình thường chứ. Đấy. Còn khi nào bắt muỗi tự động thì các bác đẩy cái đèn này lên là nó sẽ lên đèn để các bác bắt muỗi tự động. Nhưng mà lưu ý các bác là khi bắt muỗi tự động thì mình phải cắm đế sạc vào nhá. Đấy thì mới được lâu. Đấy, tại vì cái pin này của nó dung lượng pin nó vừa phải thôi. Đó. Các bác lên cho em đó là vật đứng nhá. Bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là vật đứng, giá sẽ là 130.000 cho bọn em vật mũi đứng như này. Đấy, giá thì giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, giá thì nói chung là giá khá là hạt rẻ và hợp lý nhá. Lên cho em là vật đứng này. Đó. Vật đứng giá sẽ là 130k nhá. 130k cho em vật đứng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc trị cái này là cái gì đấy nhỉ? Cái này thì là một cái dòng sản phẩm chuyên trị hôi chân hôi nách nhá. Đấy, hôi chân hôi nách, bác nào mà bị hôi chân này rồi hôi nách này thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dùng cái này cho em. Cái này thì các bác cứ nhỏ trực tiếp 1-2 giọt và cái vị trí nào mình cần sử dụng thôi là ok nhá. Đấy, chuyên trị hôi chân hôi nách cho em, cực kỳ hiệu quả luôn. Giá thì sẽ là 50.000 cho một lọ hôi chân hôi nách như này nhá. Đấy, 50.000 cho một lọ hôi chân hôi nách như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Đó. Và giá thì sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em đó là hôi chân hôi nách, giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Tiếp theo thì nay bên shop hôi chân hôi nách nhá, giá sẽ là 50k cho một lọ như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình, các bác lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao. Đấy, mùa hè đến nơi rồi. Đấy, bắt đầu thời tiết nóng rồi thì các bác mang nước đi để mình uống cho nó an toàn. Đấy. Dung tích của nó sẽ là sử dụng inox 316 và dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, 1 lít. Đấy, dung tích là 1 lít này, có lưới lọc luôn. Đấy, inox 316 cực kỳ an toàn luôn. Đây, Su 316 các bác này. Đấy, rất an toàn luôn nhá. Và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Chỉ có 80.000 trong cái bình thể thao như này thôi. Đấy, có nắp đậy, có lưới lọc cho các bác hàng hoàng. Các bác có thể dùng pha trà, pha cà phê. Đây, màu thì rất là đẹp. Và ưu điểm của con này nó có quai sách nha. Các bác có thể đeo trên xe đạp, xe máy, ô tô, mang đi học, đi chơi, đi làm đều ok hết.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là một cái con bình thể thao như này, chỉ có 80.000 thôi. Dung tích của nó là 1 lít. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao này. Bình thể thao. Đấy, bình thể thao giá sẽ là 80.000 một chiếc nhá, 80.000 trong chiếc bình thể thao như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác cái mẫu bình đó là cái bình tông nhá, bình tông. Con này thì hàng của Nga nhá, hàng của Nga. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, con này dung tích của nó là 2 lít luôn. Trông nó dẹt dẹt thế này thôi nhưng mà dung tích của nó khá là lớn luôn. Và nắp của nó là nắp chống mất nhá, chống mất, nó đai vào đây rồi. Các bác dùng an toàn, có gioăng. Các bác có thể dùng để mang nước đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, đi du lịch, đi phượt. Đấy, đều ok hết. Hoặc là các bác dùng để đựng rượu, mang rượu đi nhậu, mang rượu từ nhà đi, nó rất là an toàn. Có một cái bao da như này các bác bỏ vào đeo, vừa sang xịn mịn vừa lịch sự. Hàng của thương hiệu CCP của Nga nhá. Đấy, hàng của Liên Xô. Đấy, đây, rất là đẹp này, CCP đây. Đấy, lên cho em là bình tông 2 lít nhá. Giá chỉ có 130.000 thôi. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bình tông 2 lít này. Đấy, bình tông 2 lít giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cái bình tông nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ quần áo mưa đây. Thì nó sẽ là một cái bộ quần áo mưa như người ta mặc này. Đấy, như người ta mặc này các bác này. Đấy, bộ quần áo mưa, hàng VIP 1 nhá, hàng VIP 1. Hàng chất lượng cao VIP 1 cho các bác luôn. Đấy. Đấy. Size của nó thì là size XL, size to. Các bác mặc là đều vừa hết. Và chất liệu của nó thì các bác biết rồi, nó sẽ là bên trong bằng vải và bên ngoài thì nó sẽ là phủ bạt nhá. Đấy. Bên trong bằng vải và bên ngoài nó phủ bạt nên các bác dùng cực kỳ là ngon luôn này các bác. Đấy. Đây. Hàng thì đúng như người ta mặc luôn. Đó. Khóa kiếc các thứ đàng hoàng nhá. Dây đeo dây điếc đàng hoàng. Đó, đây. Các bác này, đấy. Chất liệu thì khỏi phải bàn rồi. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì mặc vừa ấm vừa là tiện dụng an toàn luôn. Đây. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Đó. Giày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý luôn. Một cái bộ quần áo mưa như này, giá chỉ có 195.000 thôi, 195.000. Cái này nếu các bác ra ngoài cửa hàng mà mua họ sẽ bán cho các bác khoảng 300.000 nhá, khoảng 300.000. Đấy, nhà nào bán rẻ nhất thì cũng phải 250, còn không thì họ sẽ phải bán cho các bác là 300.000. Nhưng mà riêng bên em thì bán cho các bác giá cực tốt luôn, 195.000. Lên cho em là bộ quần áo mưa nhá, 195.000. Tiếp theo thì hai bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bích nhá. Đây cái áo mưa choàng các bác này. Con này thì sẽ là 100.000 cho một cái áo mưa choàng như này. Đấy, 100.000 một chiếc nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái áo mưa choàng. Thì con này nó rất là tiện luôn. Đây. Đấy, ở đây thì có cũng có bao đựng cho các bác luôn. Đấy. Đây nó sẽ có một cái bao đựng như này. Đấy, một cái bao đựng như này cũng rất tiện ích này. Và đây nó sẽ là một cái áo mưa choàng nhá. Đây. Khi các bác choàng vào nó sẽ như trên hình ảnh như này. Đấy các bác này. Đấy. Công ty áo mưa Thành Nam. Đấy, hàng chất lượng cao cho các bác luôn, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đó, khi các bác mặc vào thì đúng như này nhá, có cả che mắt này, có cả nhìn kính giếc đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho cái bộ áo mưa choàng như này. Con này nếu mà các bác mua ngoài thị trường họ sẽ bán cho bác khoảng 150 đến 200 nhá. Đấy, lên cho em là áo mưa choàng nhá. Áo mưa choàng này. Đó, áo mưa choàng giá sẽ là 100.000 cho một bộ như này thôi. 100.000 cho bộ áo mưa choàng như này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu nhá. Đây, thắt lưng cá sấu các bác này. Đấy. Thắt lưng cá sấu không hộp. Con này giá chỉ có 80.000 một chiếc thôi. Mặt của nó này, mặt của nó là mặt đúc này. Khóa của nó thì khỏi bàn rồi. Đấy. Đường kim mũi chỉ cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, chất liệu của nó này. Đây. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đó, khóa rất là ngon luôn. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 80.000 cho con thắt lưng cá sấu như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu nhá. Giá sẽ là 80.000. 80.000 cho một con thắt lưng cá sấu như này. Đấy. Lên cho em là cá sấu không hộp nhá. Cá sấu không hộp. Giá sẽ là 80.000. Đấy. 80.000 cho một con cá sấu không hộp này thôi. Giá rất rẻ các bạn, rất rẻ luôn. Đó, cực kỳ rẻ luôn các bạn. Đấy. Rất rẻ và rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Chỉ có 80.000 cho một con thắt lưng như này thôi. Rất đẹp luôn. Đấy các bạn này. Đấy. Đây, đấy. Rất đẹp các bác nhá. Mà giá chỉ có 80.000. Mặt đúc liền này, khóa khiếc cực kỳ ngon luôn. Màu sắc đẹp, trang nhã, nam nữ, già trẻ lớn bé đều dùng được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Giá chỉ có 80.000 thôi. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá. Đấy, 5 đĩa tròn. Hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling của Đức. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn. Giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác có thể dùng để mình ăn lẩu này hoặc là dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Đấy, hàng rất đẹp. Hàng đẹp dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn. 5 đĩa tròn này. Đó, bộ 5 đĩa tròn.
giá sẽ là 120k nhá, 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Tính ra là vào chỉ có 25.000 thôi, 25.000 cho một cái đĩa như này. Hàng to dày dẫn chắc chắn, các bác trẻ đi đâu mà mua được một cái bộ đẹp như này đâu. Đó, hàng thương hiệu Winling của Đức, hay hình người đây. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn, giá sẽ là 120.000. 120.000 thôi. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái băng keo đĩa hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Thì đây nó sẽ là một cái dòng băng keo như này, hàng made in Japan qua này. Đó, made in Japan. Đều là hàng nội địa Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, made in Japan nhá. Dòng này của nó thì siêu dai, siêu dính, siêu mỏng luôn. Thì các bác dùng nó rất là da. Đấy. Dai, dính, mỏng và dùng thì nó rất là da. Đấy, các bác thấy không? Đó. Dòng này thì các bác biết rồi, rất là dính các bác này. Đây, rất dính luôn. Giá thì sẽ là 10k cho một quận như này nhá. Đấy. Bên shop bán lẻ thì nó sẽ là 10k cho một quận như này, 10.000 cho một quận như này. Còn các bác mua cân thì sẽ là 80k một cân nhá. Đấy. 80.000 trên một cân. 80k trên 1 kg. 1 kg của nó thì nó sẽ được khoảng là từ 7 đến 10 quận. Đấy, còn các bác mua lẻ thì bên shop sẽ bán cho các bác là 10.000 một quận như này nhá. 10.000 một quận như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đầy đủ màu sắc. Đấy, màu xám, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu đen. Giá thì rất là tốt cho bác luôn, 10k cho một quận như này thôi. Đấy, đây là một cân này, một cân này của nó thì nó sẽ là vào từ 7 đến 10 quận nhá. Và bên em nhặt đủ màu cho bác luôn, 80.000 cho một cân. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thước rút tự hãm nhá. Đấy, các bác lên xem là thước rút tự hãm này. Bên em có dòng 5m và dòng 7m rưỡi nhá. Đấy, 5m và 7m rưỡi. 5m thì giá sẽ là 40.000 và 7m rưỡi là 50.000. Đấy. Thước rút tự hãm. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm, còn các bác nhả này nó sẽ vào, rất là tiện. Đây, hàng nội địa của Nhật này, Japan này. Đó. Giá thì cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước rút tự hãm nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, đấy, con dòng 5m này thì sẽ là 40k. Đấy. 5m là bằng 40k này. Đấy, còn là 7,5m này, 7,5m thì sẽ là 50k. Đó, giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 40-50.000 trong cái thước như này thôi. Đấy. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái mẫu dao dọc giấy này. Đây, dao dọc giấy đây. Con này thì bán lẻ thì sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái thì em sẽ tính cho bác 10.000 chiếc. Đấy. Bán lẻ là 15.000, mua từ 3 cái thì sẽ là 10.000 chiếc nhá. Đó. Lên mã giúp cho em. Đó là dao dọc giấy các bác nhá. Dao dọc giấy bán lẻ là 15.000 chiếc. Đấy, và mua số lượng từ 3 cái trở lên thì sẽ là 10.000 cái. Rồi, ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác các cái mã hàng quen thuộc của bên em. Đấy, một số mã hàng mới nữa, hàng hè. Đó thì em lên video chi tiết gửi tới các bác. Bên em ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái khay đá các bác nhé. Qua lên cho em là khay đá. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng khay siêu tiện ích và thông minh luôn. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một cái khay như này, có nắp đậy này. Thì khi các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích. Các bác cho nước vào, mình đậy nắp lại, mình để vào tủ và các bác có thể để chồng các khay lên nhau được. Để chồng các khay lên nhau. Đấy, và khi lấy đá thì nó rất là dễ lấy các bác. Các bác không cần phải bẻ khay. Các bác chỉ cần ấn như này thôi, đẩy như này là cái đít này nó sẽ đẩy lên này. Đấy, đít này sẽ đẩy lên và cái nó sẽ viên đá nó sẽ tự bật lên. Thì nó rất là tiện. Con này thì giá chỉ có 15k trong một cái khay đá như này thôi. Đấy, các bác lên cho em đó là khay đá nhá. Đấy, khay đá, giá sẽ là 15.000. Lên mã giúp cho em đó là khay đá này. Khay đá. Khay đá giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc khay đá như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn vừa là đèn ngủ vừa là có chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy. Rất đơn giản, nó là dòng cảm biến nhá. Ban ngày thì nó không lên đâu. Ban đêm thì đèn nó mới lên thôi. Đó. Ban ngày thì nó sẽ không lên và ban đêm thì nó sẽ lên các bác. Đấy, nó sẽ lên như này. Đấy, và nó là dòng cảm biến các bác nhá. Dòng cảm biến. Thì con này rất là tiện các bác chuyên dùng làm đèn ngủ đuổi muỗi chứ. Rất là an toàn luôn. Đó, con này thì giá sẽ là 45k trong con đèn ngủ như này. Vừa chức năng đèn ngủ vừa là chức năng đuổi muỗi luôn. Lên cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đèn ngủ này. Đó. Đèn ngủ đuổi muỗi giá sẽ là 45k một chiếc. 45k một chiếc. Đó. Thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm.
chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 45.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp em đó là cái bóng 3W nhá. Bóng 3W giá thì chỉ có 10.000 trong quả bóng 3W này thôi. 10k một quả nhá. Đấy, độ sáng của nó là rất là vừa phải thì khi các bác sử dụng thì không sợ bị gọi là tốn điện. Đấy, và nó cũng rất là sáng luôn. Thì cái này các bác có thể để trong phòng ngủ này, rồi các cái không gian ví dụ như là cổng này, sân vườn này. Đấy, để mình sử dụng khi mà mình cần thì ánh sáng liên tục nhá, ánh sáng liên tục và không cần quá sáng để tránh cái việc là tốn điện. Đấy, thì các bác dùng con này cho em. Đấy, 10k trên một quả nhá. Công suất của nó sẽ là 3W này. Đấy, 3W. Qua lên cho em là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là 10k. Đó. 10k trong quả bóng đèn 3W như này. Đấy. Hàng về số lượng và giá rất tốt cho bác luôn, chỉ có 10.000 trong quả bóng đèn 3W này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sáp thơm đuổi muỗi nhá. Đấy. Cái này nó sẽ là một cái dòng sáp thơm và con này thì nó có chức năng là vừa là sáp, vừa là hương thơm, vừa là đuổi muỗi luôn nhá. Đấy, sáp thơm diệt muỗi. Đấy thì con này nó rất là tiện, về nhà các bóc, các bóc cái này ra cho em và xoáy cái nắp này lại là mình sử dụng thôi. Hàng này thì nó sẽ là hàng của sản xuất ở Thái Lan và xuất cho thị trường Nhật đấy các bạn này. Đấy, xuất cho thị trường Nhật đây, Japan này các bạn này. Đó, hàng thì sản xuất ở Thái Lan. Đây, tem phụ nó viết đàng hoàng nhá. Sản xuất ở Thái Lan và xuất cho thị trường Nhật nhá. Đấy, giá thì sẽ là 60.000 cho một lọ sáp thơm đuổi muỗi như này. Đấy. Qua lên cho em là sáp thơm diệt muỗi. Sáp thơm diệt muỗi, giá của nó sẽ là 65k nhé. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là sáp thơm này. Đó. Lên cho em là sáp thơm. Sáp thơm diệt muỗi này. Diệt muỗi, giá của nó sẽ là 60k nhé. 60k cho một hộp như này. Đấy, 60k cho một lọ sáp thơm diệt muỗi như này. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k cho một lọ sáp thơm diệt muỗi này nhá. Đấy, mùi hoa của nó là hoa ải hương, rất là thơm luôn. Hương thơm tự nhiên dễ chịu, bà mẹ trẻ em đều dùng nó hết này. Đây, baby này. Đấy, để trong phòng ngủ trẻ em ok, cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, đây. Hàng của thương hiệu ớt này các bạn này. Đó, toàn cầu luôn. Và giá thì đây có chức năng diệt muỗi này. Giá sẽ là 60k nhá, 60k cho một lọ sáp thơm diệt muỗi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc dự phòng. Các bác lên cho em là sạc dự phòng A nhé. Sạc dự phòng A. Đấy, đây. Hàng thì của thương hiệu Takasio này. Takasio Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Con này thì dung tích pin của nó sẽ là 20.000 mAh nhé. Đây. 3,7V này. 20.000 mAh này. Đó. Nó sẽ có cho các bác là ba cổng sạc như này. Đấy. Và có kèm cho các bác một cái cáp sạc vào, hoặc các bác có thể cắm trực tiếp chân USB này cũng được. Đó. Thì tùy theo. Đấy, và các bác thì cần cắm phát này là có pin luôn này. Đấy, thì các bác có thể dùng ở trên đấy, đang sạc vào đó các bác này. Các bác có thể dùng ở trên ô tô này, hoặc là mình để trên xe này, hoặc mình mang đi học đi làm này. Đấy, có báo pin luôn nhá, có báo pin. Và trên đầu này thì nó sẽ có cho các bác một cái đèn pin luôn. Con này thì các bác không cần phải mang dây dợ đi làng hoàng, tại vì nó đã có sẵn ở đây rồi. Các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong thôi. Cắm trực tiếp vào cái ba mẫu điện thoại này, Samsung, IC, iPhone đều ok hết nhá. Có báo pin và có cả đèn pin luôn nhá. Ở đây nó sẽ có cái đèn pin như này các bác này. Đấy, các bác nhấn nút này là cái đèn pin nó sẽ lên này. Đấy, đèn pin rất là sáng luôn, có cả hai đèn luôn. Đấy, có chân sạc vào sạc ra đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì giá sẽ là 200 mấy nhỉ. Các bác lên cho em là sạc dự phòng A nhá. Đấy, sạc dự phòng này. Dự phòng A. Giá sẽ là 240k cho một em như này và bao ship tận nhà cho các bác luôn. 240k nhá. Bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kìm đỏ nhá. Các bác lên cho em là kìm đỏ. Đấy, nó về thì nó sẽ có 3 màu là màu đỏ, màu xám và màu xanh như này. Nhưng mà bên em lên thì em lên tên nó là kìm đỏ. Đây nó sẽ là một cái mẫu kìm đa năng. Các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn đây các bác này. Đấy. Cắt, bấm, tuốt, nói chung là đầy đủ các chức năng cho các bác luôn. Và giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác một cái kìm đỏ đa năng như này. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy. Chức năng của nó thì thứ nhất là tuốt dây này, bấm cốt này. Tuốt dây, bấm cốt này, rồi cắt dây này, xoắn ốc này, rồi vặn dây, vặn giếc đều ok hết nhá. Hàng đa di năng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 100k thôi. 100k. Đấy. Giá sẽ là 100k cho một con kìm đa di năng như này nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là
kim đỏ nhá, kim đỏ giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo dán tôn. Một quận này của nó thì nó sẽ là bản là 10 phân thì các bác lên cho em là keo 10 nhá. Đấy. Keo 10, lên mã giúp cho em đó là keo 10 này. Keo 10, bản của nó sẽ là 10 cm. Thì chiều dài của nó vào khoảng là 5 m. Dài khoảng 5 m và bản 10 cm. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? 40k nhá. 40k cho một quận keo dán tôn như này. Thì con này nó sẽ chịu được nhiệt độ rất là cao luôn. Đây, từ 110 độ C đến âm 40 độ C nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ rất là cao. Và về nhà các bác bóc ra, các bác dán vào mái tôn này hoặc là các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Các bác có thể dán trực tiếp lên nước cũng được luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác thấy không? Thì các bác dán lên mái tôn mới được nhá. Độ bám dính cực kỳ là tốt luôn. Cái này thì các bác càng để thì mưa nắng nó càng cái tôn nó càng cái cao su non này nó càng thẩm thấu ra thì nó càng mít vào các cái bề mặt luôn. Đó. Nước đang chảy vẫn dán bình thường. Đấy, các cái khu vực mái tôn này, tường bị thấm dột này, nền nhà rồi mái bằng cái thứ đấy là các bác dán vào cho em. Mái tôn, mái bờ rô rồi nói chung là đa di năng hết nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy đo huyết áp nhá. Đấy, máy đo huyết áp này. Đấy, cái con này thì vừa đo huyết áp vừa đo nhịp tim được luôn. Đây, đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim đều ok hết. Con này nếu như các bác ra hiệu thuốc mà mua nhá, họ sẽ bán cho các bác khoảng 400-500 nghìn cho một con máy đo huyết áp như này. Đấy, và đây thì về nhà các bác đo đạc thì các bác chỉ cần là xỏ tay vào đây mình đo thôi, đấu dây vào cho em, cắm dây vào đây. Đấy, và đây là thân máy này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lắp pin nhá. Các bác lắp cho em là 4 quả pin tiểu nhỏ vào đây, sau đó các bác sử dụng thôi. Đấy, lên cho em là máy đo huyết áp này. Mình cầm cho anh cái quả pin bé đây nào. Bóc này ra cho em này. Đấy. Sau đó thì các bác lắp pin vào này. Lắp pin vào. Đấy. Lắp vào đây cho em. Lắp vào đây. Các bác lắp pin vào cho em. Lắp cho em 4 quả pin con thỏ nhỏ nhá. Đấy. 4 quả. Lắp cho em 4 quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Đấy. Đây. Các bác xỏ tay vào đây này. Đấy. Xỏ tay vào đây cho em. Đây. Xỏ tay vào đây nhá. Đó. Xỏ tay vào đây. Sau đó thì các bác đây. Các bác xỏ tay vào này. Các bác dán vào cho em. Đó. Dán vào nhá. Đây. Dán vào này. Sau đó thì các bác lắp sẵn pin vào nhá. Lắp sẵn pin vào. Con này thì nó sẽ có cả đo huyết áp, đo nhịp tim cho các bác luôn. Đấy. Con này thì nói chung là bác nào mà có tí bệnh nền là các bác sử dụng cái này thì các bác biết rồi. Đấy, con này thì nói chung là em cũng giới thiệu qua thôi, còn tại vì là đa số những người mua cái này là đều có bệnh nền hết. Đấy, đều có bệnh thì phải mua con này, hoặc nếu mà các bác không thì các bác mua về mình sử dụng cũng được. Đấy, đây các bác này, bật nguồn lên này. Đấy. Máy bắt đầu chạy là nó bắt đầu đo cho các bác là đây, hơi nó lên các bác này, hơi nó lên. Đấy. Nó sẽ bơm hơi ở đây này, nó sẽ lên này, nó sẽ đẩy lên này. Đấy. Và thông số nó nhảy này. Đấy. Đây, các bác này. Đó. Của em đang là 153. Đấy. 153 trên bao nhiêu đấy, nói chung là bác nào có kiến thức về đọc cái này thì các bác bình luận cho em nhá. Đấy. Rất là tiện thôi. Và nút nguồn ở đây, các bác chỉ cần tắt nguồn đi là xong. Đấy. Thì con này bên em bán là 260.000 nhá. Và không có pin đâu nhá. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào thôi. Đấy. Tự mua pin các bác lắp vào cho em. Đấy. Giá thì sẽ là 260.000. Lên mã giúp cho em đó là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp 260k một con. Đấy. Về nhà các bác đo huyết áp, đo nhịp tim đều ok hết nhá. Máy đo huyết áp. Giá sẽ là 260k và bên em bao ship rồi, không có pin nhá. Không pin. Đấy, không có pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin lắp vào cho em. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm thôi nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái mẫu bình tông con này. Đấy, bình tông đây. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nga này. Đấy, CCCP. Đó, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nga và chuyên phục vụ cho quân đội. Có một cái bao da như này, các bác dùng thì mình có thể dùng để mình đeo hoặc sách rất là tiện nhá. Đeo hoặc sách mang theo bên người thì mình có thể dùng để mình mang nước lọc này, nước uống này, rượu bia này, rồi là các cái đồ nước mình đựng vào đây. Hàng bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn, và cái giá thì khá là hợp lý cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá, bình tông. Giá sẽ là lên cho em là bình tông này. Đó.
Bình Tông, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k thì cái mã Bình Tông này, 130.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái một cái bình mẫu mới này. Đấy, cái bình mẫu mới như này về các bác này. Đấy. Bình này thì cũng là một cái bình đựng nước rất là tiện luôn. Các bác ngoài đựng nước thì mình có thể đựng rượu bia này. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội các bác này, rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này thì dùng cực kỳ là ngon nhá. Đây, nắp xoáy nắp xiếc của nó này, có hết chống mất nắp nhá, chống mất nắp, ren giếc các thứ cực kỳ ngon lành luôn. Đấy. Và có một cái dây dù đeo như này các bác này, có cái dây dù đeo như này thì các bác có thể mang nước đi học này, đi làm, đi công trình này. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy, chuyên để đựng nước lọc để uống các bác nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Con này thì bằng nhôm này, mà nhôm thì các bác biết rồi, dùng nó rất là bền đẹp chắc chắn nhá, không lo bị móp méo này. Hàng dày dặn chắc chắn ngon lành cho các bác này. Dòng này thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, mẫu 1 lít và mẫu 2 lít như này. Đấy, thì các bác lên cho em là bình xanh nhá, nó màu xanh quân đội như này. Đó, màu xanh quân đội như này thì các bác lên cho em là bình xanh. Con 1 lít này thì sẽ là 70.000 và con 2 lít này là 90.000. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn, giá rất rẻ và giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh này, đó, bình xanh. Một dòng thì 1 lít thì sẽ là 70k nhá, 70k. Đó, còn con 2 lít thì sẽ là 90k. Đấy, 2 lít sẽ là 90.000. Đây, bình xanh nhá. Con này 1 lít này, 1 lít giá sẽ là 70k cho con bình 1 lít như này nhá. 70.000 cho một con bình 1 lít như này thôi. Đấy. Còn con này thì 2 lít sẽ là 90k nhá. 90k cho một em 2 lít như này. 90k các bác nhá. Đấy, thì em đã giới thiệu cho các bác rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ép tỏi của Đức này. Đấy, ép tỏi của Đức. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy, Winling hay hình người đây của Đức. Con này thì chuyên dùng để các bác dùng để ép tỏi này, ép hành này, gừng này, rồi các cái loại gia vị dùng rất là ngon luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 100k nhé. Các bác lên cho em là ép tỏi này. Giá của nó sẽ là 100k cho một con ép tỏi như này. 100.000 cho một con ép tỏi như này. Rất tiện lợi cho các bác luôn. Ở đây thì các cái đầu này của nó thì nó sẽ là rất là dày, dày và nhiều đầu, như là khi các bác ấn vào bát là nó đẩy lồi hết này luôn. Thì là cái tỏi hành của các bác nó sẽ rất là nát và nó sẽ chiết ra được nhiều nước, thì các bác dùng thì nó rất là thơm nhá. Đấy, lên cho em là ép tỏi giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khò ga đại nhá, khò ga đại. Con này thì giá chỉ có 120.000 cho con khò ga đại như này thôi. Hàng thì của thương hiệu Kabushi nhá, hàng thương hiệu Kabushi Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. 120k cho một con khò ga đại như này. Đấy. Đầu của nó thì là bằng đồng hết này, đầu bằng đồng giữ nhiệt rất là tốt luôn và là đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động như này. Đầu bằng đồng giữ nhiệt tốt, đánh lửa tự động thì các bác dùng nó rất là tiện. Và giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 cho một con khò ga đại như này. Có lên trên là khò ga đại 120.000 nhá, khò ga đại 120.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, các bác lên trên là xịt chống thấm. Con này thì chuyên dùng để các bác đưa vào các cái vị trí như là bị nứt này, bị thấm rột này. Đấy, phủ lên các cái bề mặt rất là tốt luôn. Giá sẽ là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này. Lên cho em là xịt chống thấm này, xịt chống thấm. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một xịt chống thấm như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. 15. Đây là bình xịt chống thấm rột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Xịt nano chống thấm rột quanh năm. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một con bình xịt chống thấm này thôi các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái mẫu bóng đèn nhá. Đấy thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini này. Đấy. Con này sẽ là dòng 4 cánh mini như này. Công suất của nó sẽ là 28W nhá, 28W các bác này. Đấy, 4 cánh mini 28W, con này thì siêu sáng luôn. Rất sáng các bác nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, 40.000 cho một con bóng như này thôi các bác này. Rất sáng luôn các bác. Đấy. Sáng chói chang luôn và nó ưu điểm của nó là nhỏ gọn nhá. Các bác có thể dùng rất là tiện, mang đi mang về rồi bây giờ bình thường các bác mua một quả bóng LED bình thường nếu mà hàng mà được sáng như này và chất lượng như này thôi giá đã phải là 570.000 nhá. Đấy. Vậy một quả bóng 4 cánh đẹp như này. Đấy, có thể gấp gọn mang đi công trình này. Đấy, rất là gọn gàng luôn nhá, rất gọn gàng luôn. Các bác có thể dùng rất là đa tính năng nhá. Đấy. Lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá, 4 cánh mini. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Đấy, bóng đèn 4 cánh mini, giá sẽ là 40.000 nhá. Đấy, 4 cánh này. Đấy, 4 cánh mini, giá sẽ là 40k cho một chiếc nhá. 40k cho cái bóng đèn như này.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn 5 cánh nhá. Đây, đèn 5 cánh này. Con này thì siêu sáng luôn. Đấy, siêu sáng luôn. Con 5 cánh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cũng rất là tốt luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 120.000 thôi nhá. Hả? Thôi, 120.000 thôi nhá, 120.000 thôi. Rất sáng luôn con này. Đấy, 120.000. Ngoài ra thì bên shop có một cái mẫu e-form như này và dòng 8 cánh nhá. 8 cánh của nó thì sẽ là 190.000 cho con 8 cánh thì nó chỉ thêm 3 cánh thôi. Còn con này của nó thì công suất là 100W và giá của nó thì sẽ là 120.000 cho dòng 5 cánh và dòng 8 cánh của nó thì sẽ là 190.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con điều khiển như này. Đấy, và một cái con nguồn như này các nhá, một con nguồn. Đấy, một con nguồn, một con điều khiển như này và có dâu nhá. Con này thì khoảng cách xa của nó thì nó sẽ được vào khoảng là xa thì và này. Cái bơm của các bác đây nhá, thì mình cắt đôi nó ra. Thì là cái dây phích cắm ấy thì mình sẽ đấu vào cái chân 1 2 này. Đấy, dây phích cắm các bác đấu vào chân 1 2 cho em nhá. Đấy là đầu nguồn vào này. Đấy, đầu nguồn vào. Còn đầu ra khi đấu vào máy bơm thì các bác đấu cho em là chân 3 4 nhá. Bên này thì các bác đấu ra cái nguồn của máy bơm nhá. Đấy là chân 3 4 nhá. Đầu vào là 1 2 và đầu ra thiết bị là 3 4. Sau đó thì các bác điều khiển cho em thôi. Đấy. Ở đó thì các bác điều khiển cho em là xong. Ok nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cắm vào. Đấy, bây giờ cắm vào này. Bác nhà mình cắm điện vào là được nhé. Có thể điều khiển từ xa được luôn này, bạn này. Đấy, tắt này, với khoảng cách là 100m trở lại nhá. Đấy, khoảng cách là 100m thôi nhá. Đấy là ok ạ. Đấy, tắt bật máy bơm các thứ rất là ngon luôn. Ngoài máy bơm thì các bác có thể dùng là bóng đèn này hay là các cái thiết bị khác nhá. Đấy, đều ok hết. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 95.000 cho một cái bộ điều khiển từ xa này thôi nhá. Đó. Được rồi. Các bác lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển à, bên em có cái bộ là cắm trực tiếp và bộ này là bộ đấu nối nhá. Đấy, điều khiển đấu nối đen. Giá sẽ là 95.000. Đó, 95.000 cho cái bộ điều khiển đấu nối đen như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là điều khiển đấu nối đen nhá. Đấy, nó màu đen như này. Và giá thì sẽ là 95.000 một bộ này thôi. Giá siêu rẻ luôn. Điều khiển này, đấu nối này. Đó. Cái này thì các bác về phải đấu nối nhá. Và màu đen, giá sẽ là 95.000. Ngoài ra thì bên shop có cái con cắm trực tiếp này. Lấy cho anh tí nào. Tiếp theo thì em về cho bác sản phẩm đó là cái máy đuổi chuột này. Đấy, con này thì chuyên đuổi chuột rồi côn trùng kiến gián các nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con máy đuổi chuột như này. Giá của nó sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. Thì con này các bác có thể dùng để đuổi chuột này, côn trùng này, kiến gián đều ok hết nhá. Đấy, chuột, côn trùng, kiến gián đều ok hết. Nhưng mà thiên về đuổi chuột nhiều hơn. Lên cho em là máy đuổi chuột, giá sẽ là 35.000. Đó, máy đuổi chuột này. Đó, máy đuổi chuột giá sẽ là 35.000 nhá. 35.000. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện luôn. Nhà các bác có chuột, côn trùng, kiến gián đều ok hết nhá. Chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomas xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Nó rất tiện các bác nhé. Vâng, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship rồi. Đó. Thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái que hàn nhiệt nhé. Đây. Nó sẽ là đựng trong một cái gói như này. Một gói như này của nó thì sẽ là 3 que nhá. Một gói này của nó sẽ là 3 que. Đấy. Thì khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị vỡ như này. Tại vì cái que này của nó rất là giòn luôn. Thì các bác không thông cảm thôi. Em nói trước luôn là nó sẽ hay bị gãy nhá. Nó hay bị gãy tại vì nó rất là giòn. Thì cái này các bác vẫn đốt được bình thường nhá. Vẫn đốt được bình thường chứ nó không có vấn đề gì cả. Đấy. Thì các bác đưa vào máy lửa mình đốt này. Sau đó thì mình hàn vào các cái vị trí như là
nhôm đồng rồi những cái vị trí nào nó bị gãy hoặc nó bị đứt thì các bác hàn vào cho em nó rất là tiện, thì các bác không phải thợ hàn chuyên nghiệp thì cứ dùng cái này cho em đốt lửa lên là xong. Đấy, một bịch này của nó là 3 que nhá, một bịch này của nó là 3 que. Đấy, 3 que và khi các bác nhận được hàng nó sẽ có dấu hiệu là bị gãy là bình thường các bác nhá. Đấy, lên cho em là que hàn nhiệt này. Que hàn nhiệt giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một bịch que hàn nhiệt như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác nhiệt thế hệ giờ đây các bác có thể hàn và mọi thứ mà chẳng cần đến máy móc hay kỹ thuật hàn gì. Đây là que hàn nhiệt thế hệ mới, giá rất rẻ, chỉ hơn chục nghìn thôi ạ. Dạng như sắp đến, chỉ cần dùng bật lửa cho nóng chảy là hàn được ngay. Dùng để hàn đối kim loại, gỗ, nhựa inoxy hay dùng trong hàn linh kiện điện tử được vì nó rất điện tốt. Dùng nó thay thế keo 502 rất tốt. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 25.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em là que hàn nhiệt các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn các bác nhá, súng thư giãn. Đấy, một con súng rất là tuyệt vời như này. Mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá, 170.000. Đấy, nó hình khẩu súng như này đây anh em gọi nó là súng thư giãn này. Đó, súng thư giãn giá sẽ là 170k nhá, 170.000 cái súng thư giãn như này. Còn cái ấy là mang ở đây cho anh cái máy trà bếp đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân súng này. Đấy, một thân súng này rồi tiếp theo nó sẽ là bốn cái đầu massage nhá, bốn đầu massage và kèm một cáp sạc. Bốn đầu massage thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu tròn, một đầu tày, một đầu nhọn và một cái đầu hình chạc súng như này đó. Và các bác về các bác chỉ việc sử dụng thôi, mình thích dùng đầu nào thì mình có thể thay tháo ra. Thay tháo thì nó chỉ rất là đơn giản thôi. Đấy, tháo ra là xong, rất đơn giản nhá. Đấy, đây, các bác giữ lì cho em thì nó sẽ lên này. Và con này nó sẽ có 6 cấp độ rung, 1 2 3 4 5 6 này. Đó, đây. Các bác này. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Các bác thấy không? Đó, rung rất là mạnh luôn. Rung rất là mạnh luôn. Đấy, đây, em rung tay cho bác xem này. Đấy, bắp tay các bác này. Đấy, các bác chỉ cần giữ này thôi này. Đấy, bắp tay nó rung ác chưa? Đó. Ngoài ra thì các bác có thể nhấn mạnh thì nó sẽ rung mạnh và các bác thả ra thì nó sẽ rung nhẹ rất là tiện. Các bác có thể dùng massage cổ vai gáy rồi bắp tay bắp chân rất là tiện luôn. Nhấn và tắt thì đều phải giữ lì như này nhá. Giá thì 170 cành. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Chỉ có 170.000 con súng thư giãn này thôi. Rất tiện ích cho các bác mua về mình có thể là chồng massage cho vợ, hai vợ chồng massage cho nhau hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp dùng để mình massage bắp tay bắp chân. Lưng, vai, cổ các bác đều vòng ra được hết nhá. 170k cho cái con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây phơi nhá. Đấy, 5m và giá thì sẽ là 20.000 cho một cái dây phơi như này. À 15.000 cho một cái dây phơi như này thôi nhá. 15k cho một cái dây phơi như này 5m này. Về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, mình đưa ra mình trang, mình phơi. Ở đây nó có các cái lỗ như này thì các bác có thể xỏ cái sập cái dây phơi vào, cái mắc áo vào nó rất là tiện, không bị bong, không bị gió bay nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Lên mã giúp cho em là dây phơi nhá, dây phơi. Giá sẽ là 15.000. Nó rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Đó, dây phơi này, đây. Dây phơi, giá sẽ là 15k. Chiều dài của nó sẽ là 5m nhá, chiều dài của nó là 5m. 5m các bác cứ giả ra sau đó thì mình trang lên là mình phơi thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đệm như này. Yeah, bằng cao su non và sản phẩm này của nó thì nó sẽ là dòng dệt tiểu tổ ong nhá, dệt tổ ong như này. Đấy, dệt tổ ong như này thì dệt tổ ong 5D như này thì các bác ngồi nó rất là êm đúng không này. Đấy, kể cả các bác đặt quả trứng lên ngồi nó không bị vỡ luôn, rất tiện ích nhá. Và cái vải này của nó thì nó cũng là vải dệt 5D thoáng khí và bên dưới này có cao su non chống trơn trượt rất là tốt này. Đấy thì dùng nó rất là thích. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đấy cái độ đàn hồi của nó rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để mình ngồi trên ô tô này rồi là đấy, ngồi quả trứng cũng không vỡ luôn các bác theo, rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng trên ngồi trên ô tô hoặc là trên các cái đồ ghế ghiếc các thứ mình cần sử dụng thì mình ngồi lên cho em. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, 80k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đệm ghế này. Đấy. Đệm ghế, giá của nó sẽ là 80k cho một em đệm ghế như này nhá, 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dầu gội đầu của Thái Lan nhá. Đấy, dầu gội đầu của Thái Lan. Chuẩn bị là đến mùa hè rồi các bác gội đầu rất là nhiều luôn thì bên shop vẫn phân phối cho các bác cái dòng dầu gội đầu của Thái Lan như này. Đấy, hàng Bangkok Thái Lan này các bác này. Đấy, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó.
Hàng này thì nó sẽ là hàng của Unilever, thì nó gọi là dầu gội đầu Clear đấy, ở Việt Nam mình cũng bán. Còn cái này thì bên em là hàng nhập Thái Lan, thì hàng chất lượng hơn và giá tốt hơn. Đó, lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan nhá. Đấy, hoặc dầu gội đầu Clear có màu trắng và màu xanh. Giá thì sẽ là 80k cho một lọ như này, dung tích của nó là gần một nửa lít này, 450 lít, gần nửa lít luôn, 80k, có màu trắng màu xanh. Đấy, con này thì các bác dùng gội đầu thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, sạch thơm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc nhá. Khăn mặt của Hàn Quốc thì một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, một vỉ này sẽ là 10 cái các bạn. Đấy, một vỉ này là 10 chiếc này. Một vỉ này là 10 chiếc, giá sẽ là 60.000. Còn bên em bán lẻ là 20.000 ba cái. Bán lẻ toàn 20.000 ba cái cho các bác. Đó. Kích thước của khăn thì sẽ là 30x50. Đấy. Chất liệu của khăn thì nó là 100% là sợi bông tự nhiên, một mặt là bông mịn, một mặt là bông thường. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này, rồi tắm gội này, hoặc là lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều là đa di năng hết nhá. Một bịch này của nó là 10 chiếc. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc, một bịch này của nó thì sẽ là 10 cái và 60.000. Còn mua lẻ thì bên em bán combo là 20.000 ba cái. Đấy, lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. 3 cái là bằng 20k. Đấy, còn một bịch này là 10 cái thì sẽ là 60k nhá. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng này. Và lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện này. Đấy, ổ trắng như này. Và công suất của nó sẽ là hàng của Nhật 10A này, từ 110V đến 220V đều dùng được nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo này, hai chân USB và 1 2 3 4 5 6 7 7 chân cắm như này. Giá thì sẽ là 60k nhá. Lên cho em là ổ trắng nhá, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái ổ trắng như này nhá. 60.000 thì cái ổ trắng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa. Đấy, đũa hàng của thương hiệu Winling của Đức, Winling hay người của Đức đây. Đấy, đũa inox như này. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi và giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho một vỉ 5 đôi. Đấy, hàng này thì các bác dùng để ăn cơm ăn nước rất là ok, sạch sẽ, không bị nấm mốc này. Hàng thương hiệu Winding của Đức hay người đây. Đấy, Su 304 không bắt 5 châm. Đó, rất là chắc chắn các bác luôn. Và đầu thì đánh nhám, chống dính, chống trơn trượt rất là tốt. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 55.000 thôi. 55.000 cho một vỉ như này. Lên cho em là đũa inox nhá. Đó. Đũa inox này, giá của nó sẽ là 55k trên một vỉ nhá. 55.000 trên một vỉ. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái mẫu bình xanh nhá. Đây. Đấy, một cái bình xanh rất là đẹp như này, bình xanh rất là đẹp như này. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng bình rất là tiện ích luôn. Đấy, có dòng 1 lít và dòng 2 lít, hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội của Việt Nam mình đấy các bạn. Đấy, đây. Có quai đeo như này nhá, có quai đeo này rất là tiện các bạn này. Đấy, quai đeo như này. Và có chống mất nắp luôn, có dây đai như này chống mất nắp nhá, không sợ bị rơi mất nắp này. Rất là tiện ích. Chất liệu của nó thì bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm. Và sơn màu xanh quân đội rất là đẹp luôn. Bên trong thì bằng nhôm. Đấy, đây, quai đeo như này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Con 1 lít này là 70.000 và con 2 lít này sẽ là 90.000 nhá. Con này là 70.000 1 lít này, con này 2 lít này sẽ là 90.000 các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòng đá các bạn này. Đấy, vòng đá rất là đẹp như này. Các bác dùng để đeo tay, vừa là trang trí trang sức này, vừa là giúp cho các bác là đả thông kinh mạch máu huyết lưu thông và ổn định huyết áp nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Một con vòng như này cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Đây, đấy, rất đẹp luôn. Giá thì chỉ có 35.000 cho một con vòng đá của Nhật như này thôi. Đây, các bác này. Đó. Lên cho em là vòng đá nhá. Giá sẽ là 35.000 cho một chiếc như này. 35.000 cho một chiếc vòng đá như này thôi. Lên cho em là vòng đá 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phễu inox nhá. Đấy, phễu inox đây. Nó sẽ là một con phễu như này. Đường kính của nó thì vào khoảng là 12 cm, có quai cầm như này. Đấy, Su 304 hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là phễu inox nhá. Giá sẽ là 80k. 80k cho một em phễu inox như này, 80.000 cho một em phễu inox như này. Con này thì tiện lắm, các bác có thể dùng để mình rót dầu, rót mỡ, rồi nói chung là cái gì cũng được. Nguyên vật liệu các bác rót vào đây chị em. Phễu inox giá sẽ là 80k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp chị em. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ lên cho bác một số cái mã thuốc, hàng thuốc nội địa của Nhật nhá, hàng thuốc nội địa của Nhật. Thì rất là nhiều các cái mã thuốc đây để gửi tới các bác này.
Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác đó là cái dầu xay xe nhá. Đấy, dầu xay xe như này. Con này thì ghi cả giá ở đây, dầu xay xe giá sẽ là 40k cho một cái lọ dầu xay xe như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái lọ dầu như này. Thì khi nào các bác xay xe thì lên xay tàu, xay xe, xay máy bay này. Đấy, các bác chỉ cần lăn vào tay này cho em này. Đấy, lăn vào tay này cho em. Đó, con này thì dùng rất là tốt luôn. Đó, dầu xay xe nhá, dùng rất là tốt luôn. Chuyên trị cho các bác bị xay xe này, xay tàu, xay xe đây các bác này. Đấy, đây. Đây, tàu bay, tàu hỏa rồi nói chung là đây, tàu bay, tàu hỏa rồi xe ô tô rồi tàu biển các thứ này. Đấy, giá sẽ là 40k cho một lọ dầu xay xe như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dầu xay xe, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem bạch biến nhá. Cái này công dụng là cái gì đây? Công dụng như nào? Thôi, những người bị bạch tạng, bạch biến. Kem bạch biến này, con này thì chuyên dùng cho các bác nào chuyên bị gọi là bị bạch tạng này, hoặc là bị dạng như là nó đây, đấy cái những cái vết loang màu trắng này các bác này. Vết loang, vết vẩy màu trắng như này thì các bác bôi cái này vào cho em. Đấy, da các bác bị các cái hiện trạng như vậy thì các bác bôi cái kem này vào cho em, rất là tốt luôn. Thì nó sẽ giúp các bác về cái hiện trạng da như bình thường nhá. Đấy, ví dụ như là cái da nó đang bình thường như này mà các bác bị một cái choàng nào đó nó bị biến dạng này hoặc là bị bạch biến ấy. Đấy, đây nó gọi từ chuyên môn nó gọi là bạch biến nhá. Đấy, đây đúng như hình như này thì các bác bôi cái này vào cho em, rất là tốt luôn. Giá thì các bác lên cho em là kem bạch biến nhá, giá sẽ là 60k cho một típ kem bạch biến như này, 60.000 cho một típ như này nhá. Đấy, 60.000 cho một típ kem bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nấm phụ khoa nam nữ nhá. Đấy, con này thì sẽ là 45.000 cho một típ như này. Đấy, các bác lên cho là nấm phụ khoa nam nữ, nam nữ đều dùng được cả nhá. Đấy, cả nam cả nữ luôn. Đây là cái logo nam nữ này. Đó, cả nam cả nữ đều dùng được luôn. Thì cái này của nó cũng là thuộc dạng kem, các bác bôi thì rất là tốt. Đấy, bị nấm, bị ngứa rồi bị phụ khoa, dành cho cả nam và nữ luôn. Hàng thì cực kỳ là chất lượng cho bác nhá. Nấm phụ khoa nam nữ. Cái này thì giá của nó sẽ là 45.000, 45.000 cho một típ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Cái này là trị hăm cho bé nhá. Đấy. Hăm ngứa cho bé này. Đấy, cái này thì chuyên trị hăm ngứa cho bé. Ví dụ các bé nhà mình mà nó bị hăm ngứa. Đấy, rồi là bị mụn. Các loại mụn như là hăm ngứa rồi mụn muỗi đốt các thứ là các bác bôi hết cho em là đều khỏi hết nhá. Đấy, bị hăm ngứa này hoặc là các mụn bị muỗi đốt hoặc là côn trùng đốt là các bác bôi cái này cho em, rất là tiện ích luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng như này, chuyên dùng cho trẻ em nhá. Cái này thì dùng cho trẻ em rất là tốt luôn và an toàn nhá. Đấy, đã được chứng nhận rồi, rất là an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là trị hăm ngứa cho bé nhá, hăm ngứa cho bé, giá sẽ là 35.000 cho một típ như này. Đây, hình trẻ em này các bác này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên viêm da cơ địa này. Đấy, cái thuốc trị viêm da cơ địa. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50k đó. Ở đây thì nó sẽ là một lọ như này các bác này. Bác nào chuyên bị viêm da cơ địa thì các bác dùng cái này cho em. Tức là các bác cái dạng như là lỗ chân lông của mình nó bị viêm đấy, viêm nhiễm những cái lỗ chân lông hoặc là da đấy, da mình nó viêm nhiễm thì các bác bôi cái thuốc này cho em, dùng rất là tốt luôn. Đấy, hàng cổ truyền của Nhật đây các bác này. Đấy, đây. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng cho các bác luôn đây các bác này. Một lọ là 20g nhá. Viêm da cơ địa các bác nhá. Bác nào bị viêm da cơ địa thì dùng con này cho em. Đấy, lỗ chân lông bị rỗng này rồi là bị ngứa thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, ngứa cũng bôi được hết nhá. Đấy, viêm da cơ địa giá sẽ là 50k cho một lọ như này, 50.000 cho một lọ viêm da cơ địa như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau xương khớp này. Đấy, thuốc trị đau xương khớp giá của nó sẽ là 40k cho một típ xương khớp như này. Đấy, cái này thì các bác nào chuyên bị đau xương khớp thì bôi cho em, cái này em bán rất là nhiều rồi, có bác lấy một phát 10 lọ xương khớp này luôn. Đấy, chuyên bị đau xương khớp này. Đấy, xương khớp bọ cạp nhá, gọi là xương khớp bọ cạp này. Ở đây thì có bọ cạp rắn này, rồi cóc này, rồi rết này, rồi thạch sùng này. Đó, bôi vào thì rất là nóng luôn mà các bác dùng rất là tốt nhá. Đấy, lên mã giúp em đó là xương khớp bọ cạp, giá của nó sẽ là 40.000 cho một típ xương khớp bọ cạp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị xịt xoang nhá. Bác nào bị viêm xoang mũi, đau mũi, dị ứng mũi thì dùng cái này cho em. Đấy, viêm xoang mũi, đau mũi, dị ứng mũi thì dùng cái này cho em, rất là tiện luôn. Đây, cái này khi mà xịt ra nó sẽ là dạng xương như này các bác này. Đấy, các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em.
các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em rất là tốt luôn đấy, chuyên trị viêm xoang, viêm mũi rồi dị ứng mũi rồi nói chung là các cái bệnh về xoang là các bác dùng cái này cho em là khỏi hẳn luôn đấy, khỏi hẳn luôn. Các bác chỉ cần dùng cho em một liệu trình 1-2 lọ là sẽ khỏi hẳn luôn nhá. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi giá của nó sẽ là 45k nhá, 45.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hắc lào long biên nhá. Bác nào chuyên bị hắc lào long biên nấm ngứa dùng cái này cho em, hắc lào long biên nấm ngứa dùng cái này cho em rất là tuyệt vời luôn. Hắc lào long biên nấm ngứa vẩy nến á sừng nhá, vẩy nến á sừng, hắc lào long biên nấm ngứa vẩy nến á sừng dùng con này cho em, giá thì chỉ có 25k cho một tiếp như này thôi, dùng thì cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn đấy, dùng cực kỳ tuyệt vời luôn đây đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hắc lào long biên vẩy nến nấm ngứa các bác dùng là khỏi hết luôn nhá, khỏi tan ngàn luôn, chỉ cần 1-2 cùng lắm là 3 lọ là khỏi hẳn luôn các nhá. Có những người người ta mua hộ cả xóm luôn hắc lào long biên nấm ngứa, dùng con này cho em rất là ok, giá sẽ là 25.000 cho một tiếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau trĩ nhá. Đấy, thì các bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại này, co bố trĩ xa bố trĩ dùng con này cho em. Đấy, bác nào bị co bố trĩ xa bố trĩ này, trĩ nội trĩ ngoại dùng đều ok hết nhá. 30.000 cho một lọ thuốc trĩ như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trĩ hàng nội địa của Nhật này, hàng của thương hiệu của Datami đây, Datami các bác này, đó. Thì trĩ nội trĩ ngoại, co bố trĩ xa bố trĩ dùng đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 30k cho một lọ trĩ như này, 30.000 cho một lọ trĩ như này. Tiếp theo thì thuốc đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày thì con này bên em bán rất là nhiều rồi. Các bác cứ lên các bác gõ là thuốc đau dạ dày 123 là các bác biết rồi. Dòng này của nó là một cái dòng cực kỳ thương hiệu luôn. Thuốc đau dạ dày 123. Giá thì sẽ là 100k cho một lọ nhé, 100k cho một lọ. Đây, 100.000 cho một hộp như này, một hộp như này, 100.000 cho một hộp nhá. Một hộp này của nó thì sẽ có cho các bác là 5 vỉ, 1, 2, 3, 4, 5. Một hộp này của nó là sẽ có là 5 vỉ nhá, 5 vỉ như này. Dòng này của nó là dòng thuốc nam nhá, cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Thuốc nam các bác, thuốc nam cho nên là dùng rất là an toàn luôn nhá. Và các bác có thể dùng lâu dài được. Đấy, dùng lâu dài cho em. Giá thì sẽ là 100k. Đấy, 100k các bác nhá, 100.000, 100.000 cho một lọ thuốc như này, một hộp thuốc như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trị đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày, giá của nó sẽ là 100k cho một 100k cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì sẽ cho các bác là 5 vỉ nhá, 5 vỉ. Thì khi các bác uống thì cứ uống cho em là 1-2 viên và sau bữa ăn uống cho em 3 ngày liên tục, sau đó thì mình nghỉ, sau đó thì mình nghỉ 2 ngày rồi mình lại uống tiếp các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gọi là thuốc nhỏ mắt hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chuyên dùng để nhỏ mắt rất là tốt luôn các bạn. Đấy, rất là tốt luôn. Đấy, chuyên dùng để nhỏ mắt cho em. Đây. Đấy. Hàng này của nó thì nó sẽ là vitamin E này, B6 này, NA và K. Đây là các cái dòng cực kỳ là tốt và an toàn luôn để các bác chuyên dùng, gọi là chuyên dùng cho em, gọi là mình bị đau mắt này rồi sưng cộm này rồi là mỏi mắt. Đấy, phục hồi thị lực rất là tốt luôn. Đấy đây, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Made in Japan các bác nhá. Đó. Đây, nguyên cái vỏ của hãng cũng đã các bác đã biết chất lượng rồi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60k thôi. Các bác lên theo là thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt giá sẽ là 60.000. Đó, thuốc nhỏ mắt này. Thuốc nhỏ mắt giá, nhỏ mắt giá của nó sẽ là 60k cho một tip như này nhá. 60.000 cho một hộp thuốc nhỏ mắt như này. Đó, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em bao ship nha các bác. Cứ xem và mua đủ 200 là bên em bao ship rồi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên nó là bên shop về các bác hai cái mẫu vòi tưới cây tăng áp nhá. Thì nó sẽ có màu đen và màu vàng như này. Đấy. Con màu vàng như này là nguyên bằng đồng này, còn con màu đen này thì nó lõi sẽ là bằng đồng. Thì các bác lên cho em là vòi vàng hoặc là vòi đồng nhá. Thì bên shop có hai mẫu như này. Đấy. Thì đầu tiên là em sẽ lên cho các bác cái vòi đen nhá. Đấy. Con vòi đen này thì nó sẽ là một cái vòi như này, bao gồm cho các bác là ba cái cút nối các bác này. Đây, cái cút này để các bác xoáy vào cái đầu vòi nước này. Đấy, còn đây là hai cút nối trực tiếp ở đây các bác này. Đấy. Thì ví dụ các bác có thể dùng để thay tháo này, cái này nó hỏng thì mình dùng để thay, tức là nó sẽ có cho các bác là hai con, một con thì các bác dùng sơ cua. Còn con này thì các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước cho em, đầu của cái nguồn đầu vòi nước đây. Nó đúng như trên video này các bác này. Đây. Đấy, cái này là để các bác kết nối với các cái gen của các nguồn nước này. Đấy nhá.
đấy là cái con ngắn này. Con ngắn này là để kết nối với các cái đầu nguồn nước như này. Còn cái con dài này để các bác kết nối với hai cái đầu nguồn nước. Đấy, hai đầu nguồn nước nhá, đầu ra và đầu vào. Hoặc nếu các bác có đầu vào rồi thì các bác để sơ cua như này. Đấy. Thì các bác lên cho em đó là vòi tưới cây đen nhá, vòi tưới cây đen. Con này thì giá sẽ là 50k cho một cái bộ vòi tưới cây đen như này. Đấy. Lên cho em là vòi tưới cây đen, giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Vòi tưới cây đen này, vòi tưới cây này, đó. Vòi tưới cây đen giá sẽ là 50k nhá. 50k cho bộ vòi tưới cây đen như này. Con này thì nó sẽ là dòng vòi tăng áp nhá. Tăng áp giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Bên trong của nó thì là bằng đồng như này. Đấy, đầu ti bằng đồng như này nhá. Đấy, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Còn vòi tưới cây đen này thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em là vòi tưới cây vàng nhá. Con này thì nó cũng bằng đồng luôn. Đấy, cũng bằng đồng và nó sẽ có hai đầu như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là cái đầu này để các bác chỉnh áp này, đầu này để các bác chỉnh áp cho em này. Đấy, đầu này chỉnh áp này. Và đây nó sẽ có cho các bác là cái đầu gen để các bác kết nối với nguồn nước này. Còn đầu này là kết nối với đầu vòi này. Đấy, thì nó bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai món như này, hai món như này. Và giá thì sẽ là 40k nhé, 40.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vòi vòi tưới cây vàng nhá. Đấy, vòi tưới cây vàng. Hoặc là các bác lên cho em là vòi vàng, vòi đen là được nhá. Đấy. Thì con vòi vàng này sẽ là vòi vàng này thì sẽ là vòi vàng này là 40.000 nhá. Lên cho em là vòi vàng này. Đấy, vòi vàng. Giá sẽ là 40k nhá, 40k. Còn con này thì các bác lên cho em là vòi đen này. Đấy. Vòi đen, giá sẽ là 50.000. Vòi đen là 50k nhá. Đấy. Vòi đen là 50.000 các bác này. Đấy, con này sẽ là vòi đen 50.000 và con này thì sẽ là vòi vàng 40.000 các bác nhá. Đấy, các bác lấy đen thì lấy vàng thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái đốc sạc kèm pin nhá. Đây, nó sẽ là một cái mã đốc sạc kèm pin như này. Thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đốc sạc. Đây, một cái đốc sạc như này. Một đốc sạc như này và kèm thêm cho các bác là 4 viên pin. Pin này thì các bác có thể lắp vào đồng hồ này hoặc là các bác lắp vào kia mic karaoke đều được nhá. Đấy, lắp vào đồng hồ hoặc lắp vào mic karaoke. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 65.000 nhá. Bên mã giúp cho em là đốc sạc pin đồng hồ này. Đấy. Đốc sạc này. Pin đồng hồ nhá. Pin đồng hồ. Giá sẽ là 65k. 65k cho một cái bộ đốc sạc pin đồng hồ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn dầu các bác nhá. Các bác lên cho em là đèn dầu. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim và sơn giả cổ nhá. Đấy, sơn giả cổ rất là đẹp luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là đèn dầu này. Con này thì các bác cho dầu vào để mình đốt nhá. Đây. Đấy, cho dầu vào để mình thắp. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quai. Cái này là một cái quai đeo này. Đấy, một cái quai đeo như này, quai sách như này. Đó. Và đây thì có cái bấc để các bác điều chỉnh này. Đấy, bấc điều chỉnh này. Và đây thì sẽ có cho các bác là một cái nắp như này. Các bác xoáy cái nắp này ra, mình cho dầu vào đây, cho dầu đốt vào đây. Đấy, dầu diazen, dầu đốt ấy, cho vào đây thôi, đậy nắp lại cho em. Thì các bác châm lửa thì mình chỉ cần kéo cái lẫy này lên gạt ra để mình châm này. Gạt thế này mình châm cho nó thì mình lại đậy nó vào. Và khói nó sẽ tự bốc lên ở đây. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dạng giả cổ nhá. Màu đồng giả cổ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Các bác lên mã giúp cho em là đèn dầu này 130k nhá. Đấy, đèn dầu này. Đèn dầu giá sẽ là 130k cho cái mã đèn dầu như này, 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít đen nhá, tô vít đen. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu tô vít đen trợ lực này, một đầu tô vít như này. Đấy, và sẽ kèm cho các bác là 6 mũi vít với 12 đầu khác nhau nhá, 6 mũi vít với 12 đầu khác nhau. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, đây các bác này. Đấy. Con này của nó thì nó sẽ là vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều được luôn nhá. Có đảo chiều không nhá. Đấy. Vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều được luôn thì nó rất là tiện các bạn. Đấy. Các bác có thể dùng để xoáy nhanh đảo chiều cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít đen. Con này thì giá của nó sẽ là 60k cho một cái bộ vít đen như này nhá. 60.000 cho một cái bộ vít đen như này các bác này. Con này thì rất là tiện dụng và đa di năng luôn. Nó sẽ có cho các bác là 12 đầu vít với lục giác tròn ba khe đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vít đen nhá, giá sẽ là 60.000. Đó, các bác lên cho em là vít đen này. Vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực giá sẽ là 60k. Trợ lực giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái con vít đen trợ lực như này. Đó, giá thì rất tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác hai cái mẫu đèn này. Đầu tiên nó sẽ là một con đèn wifi như này nhá. Đấy, con này nó sẽ là đèn wifi như này. Con này thì bên shop lên là đèn wifi, giá sẽ là 130.000 các bạn. 130.000 cho con đèn wifi như này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc và riêng ưu điểm của con này thì nó sẽ là hàng của Đức này. Đấy, made in Germany, hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Đấy, hàng Đức xuất cho thị trường Nhật rất chất lượng cho bác luôn. Đó, đèn thì pha rất là rọi và sáng luôn đây các bác này. Pha của nó đây, rất là rọi và sáng luôn các bác nhá. Đó. Và đây thì nó sẽ có cảm biến này. Đấy, các bác chỉ cần gạt qua này nó sáng, gạt qua này nó tắt thì rất là tiện luôn. Đó. Gạt qua nó sáng, gạt qua nó tắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em là đèn wifi nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó.
đèn wifi này, lên cho em là đèn wifi. Đèn wifi 130k nhá, 130.000 cho con đèn wifi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Đèn phễu này, đấy, nó sẽ là hình một cái phễu như này và cũng có kèm cho các bác một cáp sạc nhá. Đấy, con này thì nó sẽ có cáp sạc dây quai đeo đi kèm luôn và rất là sáng các bác. Đấy, và có cả chân sạc ra cho điện thoại này, chân sạc ra đây. Đấy, và có báo pin luôn các bác này. Con này thì siêu sáng luôn, có chế độ cho các bác là sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đấy, rất sáng các bác này. Pha của nó rất là rọi luôn các bác trông này. Đấy, ban ngày mà pha của nó như này thì ban đêm thì nó sáng rất là khủng khiếp luôn. Đó, các bác thấy không? Và nó rất là nhỏ gọn, thì các bác có thể dùng để cầm tay hoặc là đội đầu đều được như hết nhá. Đây, nó có dây cho các bác này. Đấy, thì các bác có thể cầm tay đội đầu và có thể điều chỉnh như này, rất là tiện luôn. Bên trong của nó có tới 2 quả pin 18650 nhá. Dung lượng pin của nó cực kỳ là lâu luôn. Chế độ sáng mạnh, sáng vừa đây. Đấy, có hai chế độ như này. Lên mã giúp em là đèn phễu nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, chưa đến 100.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp em là đèn phễu, giá của nó sẽ là 95k. Đó. Lên cho em là đèn phễu này, đó. Đèn phễu, giá của nó sẽ là 95k thôi. 95k cho một con đèn phễu như này, rất tiện ích các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn 4 cánh mini nhá. Đấy, đèn 4 cánh mini. Đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái quả bóng đèn 4 cánh mini như này. Đấy. Khi giả ra thì nó vào khoảng là gần 20 sen và 4 cánh. Công suất của nó là 27W, khá là sáng luôn. Đó, đây. Công suất mặc định của nhà sản xuất là 28W này. 28W nhưng mà lại nhỏ gọn và rất là sáng luôn. Và nó bằng LED cho nên là rất là tiết kiệm điện nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, 40k. Lên mã giúp cho em đó là đèn 4 cánh nhá, đèn 4 cánh mini. Đấy, đèn 4 cánh này. 4 cánh mini. Đấy, gấp gọn được này, gấp mà nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi. Giá sẽ là 40k nhá, 40.000. Đấy, nó cũng chỉ bằng một cái bóng thường thôi nhưng mà hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví xanh các bác này. Đấy, ví xanh. Thì đây nó sẽ là một cái con ví để các bác sử dụng để mình vệ sinh móng tay chân. Đấy, nó màu xanh nhưng em gọi nó là ví xanh mà nó gọn như một cái ví. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 cái cắt móng tay này, một con to này, một con cắt trẻ em này, một con nhỡ và một con lệch như này để các bác cắt khóe này, một cái bộ nạo gót chân này, rồi rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa. Giá thì bên shop có cả lấy giấy tai thứ nhá. Đấy, lấy giấy tai rồi nặn mụn rồi, nói chung là đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 100k cho cái bộ ví xanh như này thôi nhá. Lên mã giúp cho em là ví xanh, giá sẽ là 100.000, đầy đủ rất là nhiều chi tiết, nó có hàng tới mấy chục chi tiết như này cho các bác sử dụng nhá, rất là đa di năng luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ví xanh, giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là ví xanh này. Đấy, ví xanh giá sẽ là 100k, 100k cho cái bộ ví xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá. Găng tay lao động thì có màu đen, màu xanh, màu ghi. Đấy, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đây. Đấy, ở đây nó sẽ là một cái dòng găng tay rất là tiện ích luôn. Thứ nhất là nó là dệt 5D nhá, cực kỳ là thoáng khí luôn. Các bác đeo mà không bao giờ sợ bị bí nhá. Đấy, rất là thoáng luôn. Bên dưới này thì có cái lớp cao su chống trơn trượt này, bên trên này thì dệt thoáng khí này và độ co giãn rất là tốt này, tay to tay nhỏ sử dụng được hết nhá và rất là ôm luôn, nhẹ nhàng nhá. Đấy. Các bác dùng cảm giác nó như thật luôn. Kể cả em cầm bút em viết cũng vẫn là ok này. Đấy. Thì bên shop bán theo các bác lên cho là găng tay lao động nhá. Bán lẻ thì nó sẽ là 5 đôi là 40k nhá. Đấy, 5 đôi là bằng 40k này. Đấy, còn một bịch là 12 đôi luôn. 12 đôi giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k. Đó. Thì các bác có thể là mua 5 đôi cũng được mà mua cả một bịch luôn. Một bịch của nó sẽ là 12 đôi nhá. Một bịch này là 12 đôi này, giá sẽ là 70.000. Thì các bác mua combo thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy, mua cả bịch này thì rẻ hơn, chỉ có 70.000 thôi, 12 đôi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn hộp nhôm nhá, đèn hộp nhôm như này. Đấy, một cái đèn đựng trong hộp nhôm như này. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một dây đeo này, một dây đeo, một cáp sạc này. Đấy. Con này thì nó sẽ có nam châm hít này, có nam châm hít luôn và có cho các bác là cả bật lửa luôn. Đây là cái chân sạc vào này. Đấy, đây, đèn thì siêu sáng luôn các bác. Đấy, có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy và đèn đỏ cảnh báo này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, rất là tiện ích nhá. Để các bác dùng khi mà mình đi xe đi ngoài đường hoặc là các bác dùng làm thợ làm nghề, có cả chân để này các bác này. Đấy. Và con này sẽ có cái bật lửa này, có cái nút đây. Các bác dùng bật lửa thì mình giữ lì cho em là lửa nó sẽ lên này. Đấy, đây là đèn này. Còn bật lửa thì các bác giữ lì cho em là nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì sẽ lên. Đấy, lửa đỏ chưa? Đấy, và các bác ấn này là nó sẽ tắt này. Rất là tiện không nhá. Đó, rất tiện luôn. Ấn giữ này là nó sẽ tắt này. Và các bác cứ giữ lì là nó sẽ lên, giữ lì nó tắt. Đấy, các bác lên cho em đó là đèn hộp nhôm nhá. Đấy, một con đèn đựng trong cái hộp nhôm như này. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy, đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm. Đèn hộp nhôm nhá, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đây, nó sẽ là cái hộp 5 mũi khoan tháp như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp như này. Và hộp 5 mũi khoan tháp như này giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây. Đấy.
đựng trong một cái hộp nhôm cực kỳ xịn sò luôn, kèm cho các bác một cây lấy dấu nhá, kèm một cây lấy dấu luôn, 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu, hàng của Nhật đây, Japan các bác đây, đó Japan. Con này thì để lấy dấu các bác này, lấy dấu các bác chỉ cần nhấp này là có dấu luôn, đây, đấy, nhấp này cho em là có dấu luôn nhá. Đó thì nó sẽ là một cây lấy dấu và 4 cái mũi khoan tháp thép gió phủ titan nhá. Đây, 4 mũi khoan tháp thép gió phủ titan. Con to nhất này là 3/2 này và con nhỏ nhất này thì nó vào khoảng là 1 cm nhá, 1 cm. Đó, còn các bác có thể cái đầu mũi này thì nhỏ nhất nó sẽ là 4 ly nhá. Các bác có thể dùng là khoan thép, khoan sắt, khoan inox, khoan nhựa, khoan gỗ đều được hết nhá. Đấy. Đây, bộ 5 mũi khoan tháp như này giá sẽ là 180k. Đấy, các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. 5 khoan tháp này. Đấy. 5 mũi khoan tháp này kèm lấy dấu nhá, kèm lấy dấu luôn. Đó, kèm lấy dấu. Giá sẽ là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu 180k thôi. Giá siêu tốt luôn, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa đồng của Đức nhá, khóa đồng Đức như này. Combo cho các bác thì một ổ khóa sẽ bao gồm cho các bác là 4 chìa luôn, hàng made in Germany này. Đấy, hàng của Đức chữ khắc chìm luôn nhá, made in Germany. Đó, ở đây thì nó sẽ là dòng chìa của nó là chìa tròn nhá và có tới 4 chìa luôn thì các bác dùng nó rất là tiện ích này. Đấy. Chìa tròn và 4 chìa luôn, dùng rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, dòng này thì dòng là chống trộm chống cắt cho các bác luôn nhá, chống trộm chống cắt, chống chống han gì, chống ăn mòn nhá, rất là tốt luôn. Đấy, thì nó sập vào khóa như này rồi thì nó phủ hết như này, các bác không lo bị trộm nó thò cái kìm mà nó cắt được, rất là to luôn. Đấy, chống nắng chống mưa thoải mái luôn và chống làm giả chìa luôn nhá. Đấy, chìa của nó là thuộc dạng là chìa tròn như này thì nó chưa có cái phôi để làm giả, thế nên là rất là tiện ích luôn. Combo cho các bác một bộ khóa như này bao gồm 4 cái chìa liền, các bác 4 cái chìa liền. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130k nhá. Lên cho em là khóa đồng Đức, giá sẽ là 130.000. Giá rất hợp lý cho các bác luôn để cho các bác có thể mua về để mình sử dụng trong gia đình nhà mình nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái đồng hồ bật lửa các bác này. Đấy. À xin lỗi các bác là đồng hồ bật lửa đúng không? Đấy, giá sẽ là 100.000 cho con đồng hồ bật lửa như này, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đấy. 100.000 một chiếc nhá. Đấy. Thì lô này về nó sẽ có thêm cho các bác là màu đen nữa, màu đen như này. Đấy, màu đen vàng và màu gỗ vàng nhá, màu gỗ vàng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đấy, hoặc là bên em sẽ gửi ngẫu nhiên, các bác không chọn màu thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ bật lửa này, vừa đồng hồ vừa bật lửa luôn. Đây, đồng hồ chạy bình thường này. Đó, các bác thấy không? Đồng hồ chạy nhá. Và các bác nhấp này thì nó sẽ có đèn lên này. Còn các bác bật lửa thì ấn mạnh, còn mình muốn xem đồng giờ, giờ thì mà ban đêm thì mình chỉ cần nhấp này là xong. Đó. Giá thì sẽ là 100k cho con đồng hồ bật lửa như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ bật lửa, về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu túi da bò này. Túi da bò thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là túi da bò màu nâu đây, túi da bò màu nâu như này. Con này là túi vuông nhá, túi vuông, chất liệu 100% là da bò tự nhiên. Cho các bác test thoải mái luôn, lấy mấy lửa đốt cứ đốt vào cái giữa này cho em này. Đấy. 100% là da bò tự nhiên luôn. Đây, các bác xem. Đấy, nếu da bình thường mà cào như này là nó sẽ xước nhá, còn da bò thì yên tâm. Đấy. Con này thì các cái phần tay khóa này đều là bằng đồng hết này. Giá thì sẽ là 180.000 cho một con túi vuông như này nhá. Chiều cao là 25, chiều rộng là 20 và nó sẽ có ngang này là 20. Còn chiều dày của nó là khoảng 10 cm. Và nó sẽ có cho các bác là một ngăn phụ bên ngoài này, một ngăn phụ bên ngoài này. Tiếp theo một ngăn phụ nữa này, một ngăn phụ nữa này. Và kèm thêm cho các bác là một ngăn chính to này. Ngăn chính to này thì con này nó sẽ có cho các bác là có cả dây đeo bên trong này nhá. Đây, da bò tự nhiên nó như này các bác này. Đấy, da bò nguyên miếng nó như này các bác này. Đó, các bác thấy không? Đó, về nhà các bác đốt thoải mái chứ. Đốt tránh cái chỗ ấy ra được. Tránh cái chỗ chỉ với chỗ khóa này ra. Đấy, giá thì sẽ là 180.000 cho con túi vuông. Đấy, con túi chéo này thì sẽ là 140.000. 140.000 cho cái túi chéo này các bác này. Đấy. Túi chéo này cao khoảng 25, cũng chiều ngang khoảng 20. Đấy, rộng thì banh hết ra thì nó vào khoảng 10 đến 12 cm. Đó, để các bác đeo chéo trước ngực nhá. Đeo chéo trước ngực thì rất là an toàn luôn, hoặc đeo ra sau lưng thì các bác dùng để mình đựng giấy tờ, điện thoại, iPad hay cũng các thứ luôn. Con này thì túi chéo 140.000. Còn con này nó sẽ là con túi hông này. Các bác dùng để mình đeo về hông đằng trước, đi chợ, đi búa này, mua bán kinh doanh này, hoặc là bán hàng, bán quán mà cần phải đựng tiền này, đựng vào đây cho em. Rất là ok các bác đi du lịch này. Đi du lịch bỏ điện thoại với các loại giấy tờ ví tiền đằng trước này cực kỳ an toàn luôn, đeo vào bụng này cho em. Có dây đai như này. Các bác có thể tùy chỉnh nhá. Giá thì sẽ là 130.000 cho con túi hông này nhá. Con túi hông này là 130.000. Rồi ok. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Hôm nay thì bên shop sẽ có một cái số mã giảm giá 70% cho các bác nhé. Đó, 70-80% luôn. Đầu tiên thì nó sẽ là cái cây gãi lưng các bác này. Cái này các bác có thể rút ra như này. Chiều dài của nó vào khoảng là 40 cm. Đó. Và cái đầu này của nó thì nó là bằng
bằng sừng nhá. Đó, rất là ngon lành cho bác luôn. Và cái thân này bằng inox có quai đeo như này. Con này thì bên shop đang bán là 30k. Hôm nay thì sẽ xả kho tri ân cho bác, giá chỉ còn là 10k thôi. Lên mã giúp cho em đó là gãi lưng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là gãi lưng này. Đó. Gãi lưng, giá của nó sẽ là 10k nhá. Đấy, chỉ có 10k cho một em gãi lưng như này thôi. Đấy, thì các bác dùng nó rất là tiện. Các bác có thể vòng về đằng sau để mình gãi kỳ cọ này, rất là tiện ích cho các bác luôn. Bằng inox sáng bóng đẹp, các bác có thể treo lên cho đó thì lúc nào mình cần dùng thì mình rút nó ra như này chứ em. Đó. Lên mã giúp cho em là gãi lưng nhá. Giá của nó sẽ là 10.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái búa vàng nhá, búa vàng. Con này thì bên shop đang bán là 101, đợt này về cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là búa vàng nhá. Búa vàng này, đó. Búa vàng, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một con búa vàng như này, chỉ có 80.000 thôi. Giá siêu tốt luôn. Con này ở đây thì bên trong của nó sẽ là một con búa có kèm một con tô vít như này các bác này. Đấy, một tô vít như này. Và đây thì con tô vít này nó sẽ có cho các bác là một cái đầu này nữa này. Đấy, một cái đầu tô vít nhỏ này nữa này. Đấy, một đầu tô vít nhỏ như này. Rất tiện các bác, thấy không? Đây. Đấy, và rất nhiều các cái đầu vít khác nhau nữa các bác này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình lắp đặt cho em này. Đấy, rất tiện ích luôn. Và con này thì nó bằng đồng nhá, bằng đồng như này. Rất đẹp các bác, bằng đồng như này rất là đẹp. Và rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là búa vàng này, rất tiện luôn nhá. Đấy, nó sẽ là một con búa như này. Các bác có thể dùng để mình làm thợ kim khí này, làm nghề hoặc mua để sưu tầm cũng rất là đẹp luôn. Đó, làm thợ kim khí làm nghề. Lên cho em là búa vàng, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cưa xích nhá. Đấy, cái này nó là thuộc dạng là cưa dây xích. Đấy, con này bên em đang bán là 30.000. Đợt này cũng về cho các bác giá cực tốt luôn. Chỉ còn 20k cho một con cưa dây xích như này. Đấy, cưa dây xích như này nhá. Đấy, lên cho em là cưa dây xích này. Đây, nó sẽ là một cái cưa rất là tiện ích luôn. Hai đầu của nó là có cái quai cầm như này. Đấy, có cái móc như này. Đấy, và dây của nó là được đai kẹp chì cái thứ rất là chắc chắn luôn này. Đấy, đai kẹp nhôm như này. Và đây nó sẽ là một cái dòng cưa rất là tiện ích này. Các bác có thể dùng để cưa ống nước này, cưa các cái cây cảnh, rồi nói chung là đa di năng hết nhá. Đấy, con này thì nó cưa cũng đa di năng cho các bác luôn. Giá thì chỉ đang bán là 30.000, đợt này về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ còn có cho các bác là 20k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cưa dây xích nhá. Đấy, cưa dây xích này. Cưa dây xích, giá của nó sẽ là 20k. 20.000 cho một cô cưa dây xích các này. Đấy, ví dụ những cái phần ống nước này các bác không cho máy móc vào được này, mình cưa bằng tay cho em rất là tiện này. Đấy, các bác thấy không? Con này nó là cái dòng siêu tiện dụng luôn. Đấy, mình cưa này, sau đó thì mình lắp đặt ống vào cho em là xong này. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng để cưa cây, cưa cành đều được hết nhá. Đấy, cây gỗ, cây giếc các bác có thể dùng mình cưa nó cũng rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đây, cưa cây gỗ cho các bác xem này. Đấy, đây là cưa ống nước này. Còn cưa được cả cây gỗ, cây giếc luôn, nói chung là rất tiện này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 20k thôi. Lên cho em là cưa dây xích, giá sẽ là 20.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác thì pin 18650 các bác này. Đấy, pin 18650. Đó. Thì cái này bên trước đang bán là 30.000 nhá. Pin 18650. 18650 đang bán là 30.000, đợt này về cho các bác cái giá chỉ còn 20k thôi. Đây, pin Li-ion này. 18650 6800 mAh và 3.7V. Đấy, lên mã giúp cho em đó là pin 18650 nhá. 18650 này, 18650. Giá sẽ là 20k nhá. Đang bán là 30k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 20.000 thôi. 20.000 cho một viên pin như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia dây vòi xịt vệ sinh nhá. Con này thì bên shop đang bán là 100. Đấy, đợt này cũng thanh lý cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ còn 9.000 cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này nhá. 90k thôi, giá cực tốt luôn. Dây thì nó sẽ là dài từ 1m2 đến 1m5 nhá. Đấy, dây là dây siêu mềm, dây chống rối. Dây siêu mềm chống rối dài từ 1m2 đến 1m5. Cưng ơi. Lấy cho anh kia sen inox dài từ 1m2 đến 1m5 nhá. Đó, và sẽ có đầu kết nối như này để các bác kết nối vào cái đầu vòi xịt này. Tất cả đều bằng inox 304, su 304 chống han rỉ. Các bác nhá, về nhà các bác có thể test nam châm thoải mái luôn. Và đây là cái đầu để các bác bắt vào nguồn nước này. Đấy, và có giá đỡ đi kèm luôn nhá. Giá đỡ đi kèm như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đợt này thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn. Chỉ còn 90k cho một cái dây vòi xịt vệ sinh như này thôi. Đấy, 90.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá thanh lý ưu ái cho các bác rất tốt luôn. Thì hôm nay nó sẽ là một cái video tri ân khách hàng xả kho đồng loạt cho các bác luôn nhá. Đấy, xả kho tới 70% luôn. Tiếp theo thì các bác lên cho em là sen inox nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một sen inox hàng của Nhật như này. Đây,
đấy, Osaka Japan này, một sen inox hàng của Nhật như này, một dây dài cũng khoảng từ 1m2 đến 1m5 và một cái giá đỡ ở đây đó, thì một cái bộ sen inox như này bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá, đó là cái sen inox này bao nhiêu đấy, 110.000 các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen inox này, đó sen inox giá của nó sẽ là 110k nhá, 110.000 cho cái sen inox như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen inox, giá của nó sẽ là 110k, giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn, để các bác có thể mua để mình sử dụng nhá, giá thì rất là đẹp rồi. Đấy, hàng của Nhật, Osaka, Japan, rất là chất lượng cho các bác luôn, và cái giá thì cũng ưu ái gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen inox, cả sen cả dây như này có 101 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá, đèn cúc áo thì sẽ bao gồm là một đèn và một cáp sạc như này. Ở đây thì nó sẽ có nam châm này, có nam châm hít này. Đấy, có nam châm hít cho bác luôn. Có cái giá đỡ như này và có móc khóa này, có móc để các bác treo khóa này, có phần khui bia nhá. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là nút nguồn này, bật lên này. Chế độ của nó là sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo nhá. Đó. Con này thì bên shop đang bán là 40.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 20k thôi nhá. 20.000 thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo, giá sẽ là 20.000 nhá. Đấy. Đèn cúc áo này. Đó. Đèn cúc áo giá sẽ là 20k, giá không tưởng luôn các nhá, 20.000 cho một con đèn cúc áo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế. Con này thì bên shop đang bán là 35.000, đợt này cũng xả cho các bác giá chỉ còn là 30k thôi. Đấy, 30k cho một em chổi cọ bàn ghế như này nhá, 30.000. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là chiều dài khoảng là gần 40 cm và cái phần lông này thì là 7 cm và chiều rộng của nó vào khoảng 20 cm. Đấy, thì các bác có thể dùng để kỳ cọ bàn ghế, đánh màng nhện màng nhiễu rất là ok luôn. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế nhá. Đấy, chổi cọ bàn ghế 30.000 cho một cái chổi cọ bàn ghế như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn trải điện nhá, bàn trải điện đây. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ bàn trải điện như này. Đấy, ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 đầu bàn trải và một thân máy nhá. 4 đầu và một bàn trải và một thân máy như này các bác này. Đấy, 4 đầu bàn trải một thân máy. Con này thì bên shop đang bán là 60.000 nhá. Đợt này cũng xả kho cho các bác giá cực tốt luôn, chỉ còn 50k trong cái bộ bàn trải điện như này thôi. Đây, về nhà thì các bác bật nguồn lên cho em này, giữ nút nguồn này bật lên này. Đấy, các bác giữ lì này nó sẽ lên nhá. Đấy, con nào mà hết pin thì về nhà các bác cố gắng sạc pin vào cho em. Đấy. Đây, tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút và có rất nhiều chế độ luôn, làm sạch, làm trắng răng rồi chống viêm, níu viêm lại đau lại chảy máu trên răng các bác này. Đấy. Nó rung rất là mạnh các nhá. Tần suất chân của dung của nó là 32.000 lần trên phút nhá. 32.000 lần trên phút thì con này rất là tiện để cho các bác có thể dùng làm vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Đấy. Đang bán là 60.000, bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cáp sạc này và 4 đầu bàn trải như này. Đấy. Tính ra các bác mua vào chưa đến tính ra vào chỉ hơn 10.000 thôi, hơn 10.000 cho 4 cái bàn trải rồi các bác mua. Như vậy là mua bàn trải đấy chứ không phải mua máy nhá. Đấy, bàn trải sợi lông tơ mềm mảnh ngon lành cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bàn trải điện nhá. Đấy, bàn trải điện này. Bàn trải điện đang bán là 60k. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 50k thôi, 50k. Đấy, giảm giá cho bác còn 50k cho các bàn trải điện như này. Tiếp theo thì nay bên shop sẽ về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái bột các bác lên cho mã giúp cho em đó là tẩy xanh nhá. Con này sẽ là 25.000. Đấy. 25k cho một lọ tẩy xanh như này. Dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là 250g. 250g các bác nhá. Đó. Thì con này các bác chuyên dùng để mình tẩy son, tẩy nồi này, vành bánh xe và thân vỏ xe. Nó giúp làm sáng bóng, vệ sinh rất là tốt luôn. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Quảng cáo không mọi người, cũng bình thường nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy cái kem tẩy xong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Đấy, rất tiện luôn các nhá. Tẩy xanh giá thì chỉ có 25.000 thôi, 25.000 cho cái hộp tẩy xanh như này.
Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá, bóng tròn tích điện. Cái bóng tròn này bao nhiêu đấy? 80.000 cho một cái bóng tròn tích điện như này các bác này. Đấy, con này thì rất là sáng luôn và nó có cho các bác là công suất mặc định của nhà máy là 120W này, năm có chân sạc cho các bác luôn. Đây, rất sáng này. Các bác có thể treo lên như này ở ngoài trời nó sẽ tích điện chống mưa nắng thoải mái luôn. Đấy, công suất của nó là 120W theo mặc định của nhà sản xuất đây. Có kèm cho các bác là một viên pin và một điều khiển luôn, rất tiện các bác. Để các bác có thể dùng từ xa để mình tắt bật từ xa cho em. Đó, sẽ có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo này. Giá chỉ có 80k thôi. Đấy, các bác cũng dùng sơ cua khi mà mình mất điện này. Đấy, hoặc là ăn cơm ăn nước cần các bác sử dụng cho em. Thời gian nếu mà các bác sạc đủ điện thì từ 3 đến 5 tiếng nhá, từ 3 đến 5 tiếng. Lên mã giúp cho em đó là bóng tròn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. 80k cho một quả bóng tròn như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đầy đủ bao gồm cho các bác là một bóng này, một chân sạc, một điều khiển luôn và một đôi pin nữa nhá. Đấy, lô này về thì có cả sẵn pin cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bóng tròn nhá. Đó, bóng tròn. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một em bóng tròn như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn học chống cận nhá. Con này thì giá chỉ có 100 cành thôi. Giá rất tốt cho anh em các bác có thể sử dụng luôn. 100k cho một con đèn học chống cận như này. Đấy. Đây thì nó sẽ là một cái con đèn để các bác có thể sử dụng để mình học bài này, ăn cơm ăn nước hoặc là nói chung là dùng đa di năng được. Đấy. Nó là dòng tích điện nha. Bao gồm như các bác là một cái khay để các bác dắt bút này. Đấy, và một thân đèn như này. Hàng tích điện có cáp sạc đi kèm này các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần bật này sẽ lên này. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Đó, mạnh vừa và yếu. Đây. Đấy, sáng mạnh nhất của nó này, con này. Đấy, đây. Cảm biến thì các bác cứ cầm tay vào đây là chạm tay vào đây là nó sẽ sáng này. Đấy, rất sáng luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất là 10W. Các bác có thể dùng để ăn cơm, ăn nước hoặc là học bài, đề phòng khi mất điện. Nói chung là cũng khá là đa di năng luôn. Hàng thì giá rất hợp lý, chỉ có 100k thôi. Và hàng nó sẽ là thuộc cái dạng là hàng chống cận nhá. Thì dùng nó rất là tốt và an toàn cho trẻ em, đặc biệt là các em nó học bài thì vừa tiết kiệm điện và vừa an toàn. Nên cho em là đèn học chống cận nhá. Đèn học chống cận giá sẽ là 100k. Đó, đèn học chống cận giá sẽ là 100k nhá. 100k. Ngoài dùng để làm đèn học thì các bác có thể dùng ăn cơm ăn nước, rồi nói chung là đa di năng được hết luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai bột thông cống nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là bột thông cống, giá của nó sẽ là 25k. 25.000 cho một cái lọ bột thông cống như này. Đấy, thì các bác đổ vào là đường ống cống rãnh nhà mình bị tắc là nó sẽ thông luôn. Đây các bác nhá. Bột thông cống Nhật Bản. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Để sử dụng sạch luôn các bác này. Đấy. Ví dụ bị tắc này. Các bác cứ đổ ra. Đó. Thì nó sẽ bây giờ nhà các bác chưa tắc thì các bác cứ thông đi cho em. Thông trước đi. Đấy. Một năm các bác cứ thông cho em 1-2 lần. Giá chỉ có vài chục thôi nhưng mà cái tiền mà các bác đi sửa đường ống cống rãnh này là mất tiền triệu ngay. Thế nên là các bác cũng cân nhắc nha, sử dụng rất là tốt luôn. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa. Hàng bật lửa Zippo của Mỹ thôi nha. Đấy, bật lửa Zippo của Mỹ. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Đấy, hàng của Mỹ, made in USA nhá. Đấy. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Cái này nó là dòng bật lửa Zippo. Đây. Đây các bác này. Đó, made in USA Zippo. Đấy. Đây. Các bác nhá, made in USA luôn. Zippo này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ là logo của Liverpool. Đấy. Câu lạc bộ Liverpool. Đây, rất tiện ích luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000. Đây. Thì các bác chỉ cần là bóc cái tem này ra cho em này. Đấy. Hàng niêm phong nguyên đai nguyên kiện này các bác nhá. Niêm phong nguyên đai nguyên kiện này, bóc qua cho em này. Đấy, đây. Rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. 95k các bác nhá. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn, hàng của Mỹ USA con này. Rất ok luôn. Lên cho em là bật lửa Zippo, giá sẽ là 95.000 nhá. Có màu vàng, màu bạc, các bác muốn lấy màu nào lấy. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship qua nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái thước kẹp gem, thì bên em về nó sẽ có hai mẫu nhá. Một mẫu là loại là bằng cơ và một mẫu bằng điện tử. Thì đây là cái bằng cơ này. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây, Unica Japan này. Hàng này thì bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị, giá cực kỳ là tốt luôn, hàng trưng bày chưa qua sử dụng nhá. Hàng bãi Nhật đẹp chưa qua sử dụng nhá. Đấy, đây các bác này. Thì nó sẽ có ba cái kiểu đo này, một là đo đường kính bên trong, hai đo đường kính bên ngoài và ba là đo chiều sâu. Con này thì cực kỳ là xịn luôn, bằng thép không gỉ nhá, bằng thép không gỉ.
số liệu cực kỳ chính xác luôn. Các bác có thể dùng để mình kẹp tôn này, rồi kẹp các cái nào mà mình cần phải đo đạc tính toán rất là ok nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là lên mã giúp cho em đó là thước kẹp gem cơ nhá, kẹp gem cơ đựng trong một cái hộp này thì các bác dùng nó rất là tiện ích. Lên cho em là thước kẹp gem cơ, giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là thước kẹp gem cơ nhá, kẹp gem cơ này. Đấy, kẹp gem cơ, giá của nó sẽ là 150k. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cái mã bật anh cái quạt thì kẹp gem điện tử này. Đấy, con này thì là nó sẽ bằng số điện tử, về nhà có cái cản pin ở đây, các bác rút cái cản pin này ra cho em này. Đấy là pin nó sẽ lên này. Đấy, nó cản pin thì nó tránh hết pin khi mà vận chuyển các bác nhá. Đó. Và khi các bác đo số âm này, các bác cho về zero cho em, sau đó thì mình đẩy kịch vào bắt đầu mình đo này. Đó. Con này thì giá chỉ 100k thôi. Con này thì nó là bằng sợi carbon nhá, chứ không phải bằng thép nhá. Con này của nó thì nó được làm từ sợi carbon. Đấy, thì cũng rất là dẻo dai và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, và nó chạy bằng pin như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k. Lên mã giúp cho em đó là kẹp gem điện tử nhá, kẹp gem điện tử này, kẹp gem điện tử. Kẹp gem điện tử giá sẽ là 100k nhá, 100k. Con này được làm từ sợi carbon nhá, sợi carbon không phải bằng thép đâu. Đấy, còn cái kia thì nó mới làm bằng thép, còn con này thì sợi carbon. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan tháp nhá, bộ 5 mũi khoan tháp đây. À xin lỗi các bác, là bộ 5 mũi khoan đa năng. Đấy thì nó sẽ có 2 mũi 6, mũi 8, 1 mũi 10 và mũi 12 như này. Đấy, của nó sẽ bao gồm là 5 mũi, 1 2 3 4 5, 5 mũi như này. Giá thì đợt này về cho các bác cái giá cực kỳ là ưu ái luôn, chỉ có 100.000 cho 5 cái mũi khoan như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ 5 mũi khoan đa năng nhá. 5 mũi khoan đa năng hoặc là 5 mũi khoan đen. Đấy, nó màu đen như này. Lên cho em là bộ 5 mũi khoan đen. 5 mũi khoan đen, giá sẽ là 5 mũi khoan đen này. Đấy. Hộp 5 mũi khoan đen. Hộp 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, mũi khoan đen. Cái này thì đa năng luôn. Khoan sắt, khoan thép, khoan inox, khoan gỗ đều được hết nhá. Giá sẽ là 100k. 100k trên một hộp này bao gồm là 5 mũi, 5 mũi các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc này. Cái sạc này thì chuyên dùng để sạc ắp quy. Nó sẽ có cho các bác là dòng 12, chuyên dùng cho 12V. Con này thì chuyên dùng cho 12V các bác này, 190.000 nhá. Và con này thì nó sẽ dùng đa di năng cả 12 cả 24V luôn. Đây. Đấy. 12V 8A và 24V là 4A. Đấy thì các bác cần dùng cái thông số nào thì các bác. Còn con 12V 0 này thì của nó sẽ là 5A nhá, 5A. Đấy thì các bác cần cái nào thì các bác có thể liên hệ này. Đấy, con 12 24 này thì nó sẽ to hơn. Đấy, con này thì nhỏ hơn một chút này. Đấy, và dòng này thì đều là chống ngược chiều này, khử sun phát này, nói chung là tự ngắt đầy đủ hết cho các bác luôn. Khử sun phát cho bác thì cái bình ắp quy các bác dùng nó sẽ bền hơn, dẻo dai hơn, dùng được lâu hơn và an toàn hơn. Đó, thì bên em đang gửi tới các bác một cái bộ như này. Đấy, một cái con là 12 24. Con 12 24 thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là sạc bình 12 24 này, giá sẽ là 290k nhá, 290.000. Đây, con 12 24 này 290.000. Đấy, còn con này của nó sẽ là sạc bình 12V thôi. 12V thì sẽ là 190k nhá, 190k. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, cảm ứng chuyển động. Thì các bác về các bác đấu vào điện lưới bình thường cho em này. Đấy, đấu vào điện lưới bình thường. Và đây nó sẽ là điều chỉnh sáng ban ngày, sáng ban đêm hay là sáng cả ngày này. On đây là cả ngày. Và có là 16 giây, 32 giây và 262 giây, nó tương đương khoảng 5 phút đấy. Thì tùy các bác điều chỉnh thôi. Đấy, và con này thì giá sẽ là, các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Con này động bật tắt khi có người. Mình đã thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến. Những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu, bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8m, nên các bạn thoải mái lắp trên cao. Mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết. Giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em cuốt lần ba cái đi. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k nha. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng giá sẽ là 60k nha. 60k một chiếc, rất tiện lích tích cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Dây thít thì nó sẽ có 3 mẫu các bạn. Đấy, một mẫu là 30cm này, một mẫu là 20cm và mẫu là 25cm. Đấy, nó sẽ có 3 loại như này. Thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Cái dây thít này bao nhiêu đấy? Đấy, nó sẽ có 3 mẫu như này các bạn. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện luôn. Đây, em sẽ dùng thử cho các bác xem này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đấy, thì các bác muốn dùng thì mình chỉ cần là đưa vào như này.
đưa vào này mình thắt cái là xong. Đấy, thắt cái là xong nhá. Đó, rất là tiện luôn. Giá sẽ là 25.000 một bịch nhá. Đấy, 25.000 một bịch, đồng giá bằng nhau. Các bác muốn lấy kích cỡ nào đấy, đấy mình cứ đưa vào mình thắt này là xong, rất tiện luôn. Đấy thì các bác dùng để mình thắt cây, thắt cối này, thắt đồ vật bao bì này. Các bác đi làm ruộng này, đấy bao các bác muốn bó bao thóc này, chỉ cần đưa vào thắt này cái xong, tiện luôn. Đấy không mà chắc chắn 100% luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây thít nhá. Đấy nó sẽ có cho các bác là dòng là 25 sen là 144 chiếc này. Đấy, dòng 20 sen thì sẽ là 225 sen thì sẽ là 220 sen thì sẽ là 265 cái này. Còn cái dòng 250 sen thì đúng rồi, 250 sen 25 phân thì nó sẽ là 250 cái. Đấy thì nó sẽ có ở đây các bác nhá. Đó, bên em bán đồng giá bằng nhau. 25k cho một bịch như này, 25k cho bịch dây thít này nhá. Bên trong là dây thít, giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia đũa của thương hiệu Willing của Đức nhá, hai hình người của Đức, hàng inox 304 này, su 304. Willing hay người của Đức đây. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 nhá. 55.000 cho một hộp này bao gồm là 5 đôi. Đấy, hàng inox 304, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Đây, Willing hay người của Đức, su 304 nhá. Giá rất tốt cho các bác luôn. Đấy thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một vỉ nhá, bao gồm là 5 đôi. Đấy, 55.000 cho một vỉ đũa 5 đôi như này. Đấy. Các bác lên cho em là đũa inox nhá. Đũa inox này. Đũa inox giá của nó sẽ là 55k trên một vỉ bao gồm là 5 đôi. Đó, rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là một cái con máy vắt cam nhá. Đấy, mùa hè đến nơi rồi. Các bác dùng uống nước cam, đấy, bù vitamin C rất là tốt luôn. Đấy. Đây, nó sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ trọn bộ cho các bác, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220V thì em dùng rất là tiện. Đây, hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V đây. 220V này. 50-60Hz, 45W này, dùng rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mình vắt cam rất là tiện nhá. Đó, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây, đấy, đầy đủ nhá. Đây là cái nắp đậy của nó này. Đây là cái phần này các bác đưa vào đây các bác vắt này. Và khi các bác vắt thì mình sẽ lấy nước ở đây. Đấy, lấy nước ở đây mình có thể cho trực tiếp đá vào đây mình uống, hoặc là cho đường, cho đá, hoặc các bác có thể đổ ra cốc tùy theo. Đấy, các bác chỉ cần sạp vào này là vắt được luôn. Giá thì chỉ có 190.000 thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Rất là tiện các bác nhá. Là nó vắt quá nhẹ, không thích hợp đây với những anh tay to muốn tập thể hình. Thứ hai là nó vắt quá kiệt, vắt xong không còn gì để ăn. Thứ ba, nó tiêu tốn quá ít điện, chỉ 45W, nhưng anh thợ điện không thích điều này. Thứ tư, dung tích quá lớn, tận 700ml, vắt ra đầy 1K, uống không hết lại phải chia cho người khác. Thứ năm, khay lọc lỗ quá bé, không thể lọt hạt xuống được, vắt xong lại phải đem đi đổ hạt, rất mất thời gian. Cuối cùng, vắt xong lại phải đổ ra cốc để uống, lại mất thêm một công rửa cốc nữa. Các mọi người nếu thấy nó không phiền thì bấm vào giỏ hàng phía dưới mua về dùng. Đấy, rất ok các bác nhé. Giá sẽ là 190.000, lên trên là máy vắt cam các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bình voi nhé. Một con bình voi như này giá sẽ là 100. Đây, một con bình voi dung tích của nó sẽ là 1 lít đến 1.2 lít nhá. Inox 316 này. Đấy, các bác xoáy nắp cho em này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái hệ thống vòi tự động này. Vòi tự động như này, inox 316 này, dùng để các bác uống nước, uống trà hoặc mang đồ nước lạnh rất là ok. Đậy nắp vào đây cho em. Đó, như này nhá. Cái phần mềm này thì các bác cho dưới đít này. Đấy, phần ống mềm này cho dưới đít cho em. Đó. Sau đó thì các bác xoáy nắp vào thôi. Đấy. Cái bình voi này bao nhiêu đây? Đây các bác này. Đấy. Đây. Đây các bác này, chỉ cần bật nắp này là xong, thì cái đầu vòi này các bác mút trực tiếp vào đây luôn. Đấy, mình mút trực tiếp vào đây luôn. Đấy, còn mình đậy vào nó lại sập vào. Rất tiện nhá. Rất tiện luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Rất tiện luôn các bác nhá. Đó. Bình voi. Inox 316 nhá, inox 316. Dung tích của nó sẽ là đây. Đây các bác này, đấy, inox 316 dung tích của nó thì là 1.3 nhá. Có lô 1.2, có lô 1.3. Đấy, 1.3 cả vỏ nhá. Đấy, rất là tiện ích cho bác sử dụng luôn. Quai sách như này. Rất đẹp các bạn, hàng đẹp lắm, chất lượng, các bác mang cho học sinh này, có quai đeo quai sách như này, học sinh hoặc mang đi học, đi làm, đi công tác, đi du lịch đều ok hết. Lên mã giúp cho em đó là bình voi nhá. Giá của nó sẽ là lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Bình voi. Đấy, bình voi 160k cho một con bình voi như này, 160.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác hai cái mẫu lư này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là cái mẫu lư đồng trơn như này, lư đồng trơn như này. Con này thì sẽ là 170.000. Đấy, đây thì nó sẽ có cái nắp hoa văn vân mây rất là đẹp luôn. Đấy, con này là 170.000 các bác nhá, 170.000. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là gần 10 cm, chiều cao thì vào khoảng 5 cm, rất đẹp luôn. Bằng đồng như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là lư đồng trơn, con này sẽ là 170.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái mẫu lư đồng bằng rồng như này con này. Đấy, lư đồng có hình con rồng như này, rất là đẹp luôn. Con này thì
giá thanh lý cho các bác, cái giá chỉ có cho các bác là 70k thôi nhá. 70k cho một cái lư đồng bằng hình con rồng rất là đẹp này các bác này. Đấy. Thì con này nó sẽ nhỏ hơn một chút nhưng nó lại cao hơn. Thì các bác có thể mua để decor trang trí này, hoặc là trưng bày cũng rất là đẹp này, hoặc là mình có thể đốt trầm ở đây cũng rất là ok luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ mỏng hơn một chút. Đấy. Và cái giá thì thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là lư rồng nhá, lư rồng. Đấy, nó có hình con rồng như này, lên cho em là lư rồng, giá sẽ là 70.000. 70.000 cho cái lư rồng như này. Còn cái này thì các bác lên cho em là lư đồng trơn nhá, lư đồng trơn. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000 các bác nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt bếp nhá, xịt bếp. Đây. Đấy, con này thì khi các bác xịt thì nó sẽ ra cái dạng bọt trắng như này các bác này. Đấy, bọt trắng như này. Đây. Đấy. Xịt ra này nó sẽ ra cái bọt trắng này qua đây, bọt trắng như này các bác thấy không? Đây. Đấy thì các bác dùng để vệ sinh bàn bếp ga này, rồi các cái phần nào có nhiều mỡ màng thì các bác dùng các bác xịt vào cho em, rất tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá, xịt bếp. Các bác lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá, xịt bếp này. Đấy. Giá sẽ là 45k, 45k cho một chai xịt bếp như này. Dung tích của nó sẽ là 500ml, hương cam xịt ra cực kỳ thơm luôn. Chứ các bác dùng cái dòng tẩy truyền thống rất là mất an toàn, mất vệ sinh nhá. Đây các bác này, đấy các bác lắc đều lên xịt vào cho em thì nó sẽ ra cái bọt như này. Sau đó thì mình lau đi là nó sạch luôn. Cái này thì các bác xịt ở trên bàn bếp này, mỡ màng các thứ các bác xịt vào cho em. Đó, đây. Sau đó thì các mình để từ 15 đến 20 phút cho nó ngấm và nó tẩy đi. Sau đó thì mình lấy khăn mình lau đi cho em. Rất tiện luôn nhá. Đấy, sạch sẽ luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá, giá của nó sẽ là 45.000 một chai nhá. Đây các bác này. Đó, cái phần bếp của mình nó bị han dỉ này. Đấy, bị mảng bám này, các bác xịt hết vào cho em, sau đó thì mình lau đi là xong. Lên cho em là xịt bếp nhá, giá của nó sẽ là 45.000 cho một chai xịt bếp như này, rất tiện cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái đèn cột năng lượng mặt trời nhá, đèn cột chạy bằng năng lượng mặt trời. Đó. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cái đèn cột này nó có mấy mẫu đây? Đèn cột năng lượng mặt trời các bác này. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác. Đây. Có cho các bác là có điều khiển này. Đấy, có điều khiển như này nhá, có điều khiển như này, về nhà các bác lắp pin vào cho em để mình có thể dùng để tắt bật này. Đấy, dùng để tắt bật cái điều khiển này. Tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là cái bộ đai này, về nhà các bác đai vào cột này, đai vào cột, đai vào đâu thì tùy các bác nhá. Đó. Và nó sẽ là một con đèn và có tấm pin năng lượng mặt trời như này. Đấy, có đèn sẵn kèm pin cho các bác luôn. Đấy, đấy các bác thấy không? Đây. Đấy cảm biến nhá. 1 2 3 4 5 6. 6 khoang led này các bác này. Đấy. Và bây giờ em chỉ cần che đi này là nó sẽ sáng luôn này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy. Rất sáng các bạn. Đấy các bác thấy không? Rất sáng luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất thì nó vào khoảng là 300W nhá. 300W. Rất sáng luôn các bạn. Đấy. Và cảm biến có người đi qua thì sáng và có người đến gần thì nó sáng và đi qua nó lại tắt nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây em sẽ test cho các bác xem này. Đấy, rất sáng luôn các bác nhá. Đây, các bác thấy không? Đây rất sáng luôn này. Đây. Đấy, công suất mặc định của nhà sản xuất thì nó khoảng 300W nhá. Đây, đây em bỏ ra này, tối om các bác này. Đấy, đây em dọi lên các bác này. Đấy các bác thấy không? Rất sáng luôn, các bác dùng để sân vườn này, các cái không gian ở bên ngoài thì rất là ok. Đặc biệt là trời mùa hè mà nhiều ánh nắng thì nó tích pin tốt thì rất là ok. Đấy, em quay cả cái sới hàng của em đây các bác này. Đây, cái tấm pin của nó đây. Rất tiện ích luôn. Đó các bác thấy không? Đấy. Rất sáng luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Rồi bật lên đi. Đấy, giá rất tốt cho các bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn cột nhá. Đèn cột giá thì sẽ là 590 à. Lên mã giúp cho em đó là đèn cột nhá. Đấy. Đèn cột này, giá sẽ là 590k và bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. 590.000 bao ship. Đây. Đấy rất sáng luôn các bác này. Đấy cảm biến nhá. Đấy tức là cái tấm pin này nó tối là nó sẽ sáng này, còn em ngửa lên là nó sẽ tắt đấy các bác thấy không? Đó rất sáng luôn. Đấy các bác thấy không? Đây. Rất sáng luôn nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn, chỉ có cho các bác là 590.000 thôi. Đấy, có cả điều khiển, có cả đai, về nhà các bác chỉ cần đai vào cho em là xong, rất ok rồi.